cái gara khởi nghiệp của chị Hà, những cái ngày đầu tiên đấy nó là một nơi như thế nào đúng không? Trời ơi, nó là một cái business plan trắng hơn một nửa. Ở nước ngoài làm thế nào đó thì người ta đã thành công, cho nên là ở Việt Nam mình làm cái sản phẩm tương tự, phục vụ nhóm khách hàng tương tự, mà mình đi sau là thông thường công nghệ của mình còn về bản chất là tốt hơn của người ta, học hỏi được nhiều hơn. Thế nào mình cũng phải thành công, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Tất cả các bạn ngôi sao đều phù hợp với vai trò làm tư vấn hơn là làm một cái vai trò là người quản lý hoặc người lãnh đạo trong doanh nghiệp. Khách hàng của mình cuối cùng người ta không cần biết là mình cung cấp cho họ cái công nghệ gì hay là cái gì, những cái công việc của họ nó phải được tốt hơn, phải được hiệu quả hơn. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Behind the Sea, series podcast hợp tác giữa Spyroom và Arisino nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường phía sau những doanh nhân và những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam. Tôi là Việt Anh, host của chương trình, và hôm nay thì tôi rất vui mừng mời đến đây chị Đậu Thúy Hà, là founder của Kids Online, một app quốc dân về quản lý nhà trường dành cho các trường mầm non tại Việt Nam và ngay cả khu vực Đông Nam Á nữa. Và chị em mình thì đã biết nhau một thời gian cũng lâu rồi, em nghĩ là từ cũng phải một vài năm từ khi mà em mời chị là đóng góp một bài viết trong sách Người Trong Môn Nghề. Và tất nhiên là cái podcast này sẽ được đăng trên kênh Người Trong Môn Nghề, thế nên là em nghĩ là rất nhiều bạn độc giả mà đã đọc sách Người Trong Môn Nghề, đặc biệt là quyển Ngành Kinh Tế Có Gì, thì chắc chắn cũng đã biết đến những chia sẻ của chị Hà. Nhưng mà ngoài những cái thông tin mà có thể là các bạn đã biết, thì không biết là chị có thể giới thiệu thêm một chút gì đó về bản thân được không ạ? Cảm ơn Việt Anh, cảm ơn các bạn Spyroom. Đúng là chị rất vui được quay trở lại, được làm việc với Việt Anh và được nhớ lại những cái lúc mà được làm với các bạn một phần trong quyển Người Trong Môn Nghề. Thì thực ra hầu hết mọi người sẽ gọi chị là Đậu Hà, chứ ít khi mọi người gọi đầy đủ là Đậu Thúy Hà. Chắc tại cái họ của chị nó cũng hơi đặc biệt, còn tên thì rất phổ biến nên mọi người gắn lại cho nó dễ nhớ. Thế là chị tên là Đậu Hà. Còn bởi vì cũng bắt đầu phải làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài nên mọi người sẽ, chị tự chọn một tên là Hana, thành ra là mọi người sẽ cũng có thể gọi chị là Hana. Chị cũng có thể tự gọi là mình tham gia trong ngành công nghệ từ đời cũng có thể là cũng hơi lâu lâu rồi. Chị bắt đầu làm việc cho một công ty công nghệ là Hewlett Packard ở Việt Nam từ năm 1996. Sau đó thì học MBA ở một trường cũng của Mỹ. Sau đó thì đến năm 2003 thì lúc đấy là bị lên cơn muốn khởi nghiệp, thành ra là bỏ công việc tốt ở Hewlett Packard, bây giờ gọi là HP ấy. Đi ra là khởi nghiệp, sau đó thì làm từ đấy tới nay, bởi vì cũng đốt hết cả các cái cầu quay trở lại làm gọi là corporate job, tức là làm cho các doanh nghiệp lớn hoặc là công ty quốc tế từ đó đến giờ mất rồi. Thì năm nay là kỷ niệm 20 năm đốt cầu sau lưng, thì làm khởi nghiệp. Thì đầu tiên là làm một công ty về tư vấn, hiện nay công ty đó vẫn đang hoạt động tốt. Mỗi tội là sau thời gian làm tư vấn một thời gian thì chị phát hiện ra là công nghệ nó ăn hơi sâu trong người, trong máu mình, nên là mình rất muốn được làm cái gì mà nó liên quan nhiều hơn đến công nghệ. Thành ra là sau khi không tham gia quá sâu vào các dự án tư vấn nữa thì chị và các một số bạn lập các công ty công nghệ kiểu như là Kids Online, và hiện nay vẫn làm việc ở đó từ đấy tới giờ, tổng cộng là cũng được 20 năm rồi. Và chị có tham gia hỗ trợ một số các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, chẳng hạn như là CSIP là một tổ chức, một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ các cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội khác. Và chị cũng là thành viên của ban chấp hành của Hiệp hội Giáo dục Mầm Non Ngoài Công Lập Việt Nam. Thì chút nữa mình sẽ nói, bởi vì Hiệp hội Giáo dục Mầm Non Ngoài Công Lập Việt Nam là cái ngôi nhà chung của ngành mầm non, mà trong đó thì Kids Online tự coi mình là một thành viên tích cực. Đấy là that's all about me. Vâng, em thấy là vừa nãy chị có nhấn mạnh về câu chuyện là chị có đề cập, thì đúng là nhấn mạnh là chị đốt những cái cầu gọi là quay trở lại với con đường gọi corporate. Điều đấy thể hiện một cái sự quyết tâm rất lớn trong câu chuyện khởi nghiệp. Nhưng mà chị có thể chia sẻ rõ hơn ạ, tức là cái có maybe là có một cái lý do hay là một cái động lực gì đấy mà khiến chị lựa chọn như vậy không ạ?
tại cái thời điểm mà 2000 cho đến 2002 khi mà chị thai nghén và lựa chọn giữa chuyện là đi hay ở, bởi vì thực ra lúc đấy mình chị cũng có một cái vị trí tương đối ổn ở Hewlett Packard Việt Nam rồi, thì mình làm tiếp hay là mình ra nhảy xuống biển, mà đến tờ giờ này chị cũng vẫn chưa biết bơi, để tự làm doanh nghiệp của mình. Thì thực sự đấy là một cái sự đấu tranh tư tưởng tương đối lớn. Nhưng chị nghĩ là chị cũng rất là may mắn là bởi vì mình được học chẳng hạn như là học MBA, thì mình tự tin hơn là à ok, hóa ra là làm business nó cũng, làm kinh doanh nó cũng không khó lắm. Khi mình học MBA thì mình thấy là chương trình tổng kết lại những cái gì mình đã từng làm, hoặc là những bộ phận khác trong cùng công ty của mình người ta làm, và mình nếu người ta làm được khả năng cao là mình cũng làm được. Có nghĩa là nếu mình tự phải run những cái, mình phải tự quản lý những cái bộ phận, những cái công việc như thế ở công ty do mình lập ra, khả năng cao là mình cũng làm được. Cái thứ hai nữa ấy là trong khi làm việc ở Hewlett Packard thì chị được làm một cái việc mà chị rất là biết ơn công ty Hewlett Packard. Đấy là trong các cái kỳ mà gọi là đánh giá công việc của cá nhân ấy, thì người ta sẽ đề nghị mình làm thêm một cái việc ngoài chuyện công việc, và cái gọi là performance evaluation, thì người ta sẽ đề nghị mình làm thêm một việc, đấy là làm một cái personal development plan, đấy là cái PDP. Cái personal development plan nó có những phần mà người ta nói là bạn có thể làm cái này và không cần đưa cho người quản lý của mình xem nếu bạn không muốn, nhưng mà đây là bạn làm cái kế hoạch 3 năm rồi 5 năm rồi 10 năm của bạn. Thì bởi vì năm nào mình cũng bị bắt phải làm cái PDP đó trong thời gian làm việc 6 năm ở HP, thành ra mình có một thói quen là đúng là mình phải nghĩ đến mình sau này khi mình 30 tuổi thì mình đang làm, mình muốn làm gì, 33 tuổi mình làm, muốn làm gì, 35 tuổi mình muốn làm gì, và dài hơn. Thành ra là một trong cái đó là kết hợp cả chuyện là học MBA, kết hợp cả chuyện là luật doanh nghiệp của Việt Nam tại thời điểm đó trông cũng hay ho lắm, trông cũng sexy, trông cũng muốn là rất là tạo điều kiện là ok doanh nghiệp ơi, các bạn cứ ra lập doanh nghiệp mới đi, cũng đơn giản thôi. Thế thì những cái đó kết hợp lại với nhau làm cho mình nghĩ là thôi được rồi, chắc là ta làm cũng sẽ làm được. Và tất nhiên trong nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn là lúc đó thì vì đã làm PDP cho nên là mình sẽ làm một số việc, chẳng hạn như là mình dự kiến trước là phải có thu nhập, phải có tiền tiết kiệm đủ để tối thiểu nuôi gia đình và một số các cái việc gọi là dự phòng tối thiểu 6 tháng. Và mình cũng tự cho bản thân là ok, nếu mình có không thành công thì mình sẽ cho mình thời gian kể từ khi bắt đầu nghỉ việc cho đến lúc mà kiểu như là cắt lỗ ấy. Nếu mà nếu mà không thành công thì mình phải quay trở lại làm việc việc những cái việc khác để ra tiền ấy, là 24 tháng. Cho nên nói là đốt hết mọi cầu sau lưng thì cũng đúng, theo nghĩa là trong 24 tháng đấy mình tuyệt đối là không trả lời tất cả những cuộc gọi của các headhunter hoặc công ty cũ có hỏi thăm nói là quay lại đi có việc hay lắm rồi vân vân, là mình không trả lời và mình kiên quyết là bỏ qua. Nhưng mà mình cũng vẫn phải nghĩ chuyện là cho bản thân một cái khung thời gian là trong thời gian đấy được thoải mái, nếu fail, nếu hỏng, nếu thất bại thì được, nhưng sau thời gian đấy thì chắc là cũng phải nghĩ đến một cái việc khác. Và khi mình đã tự cho mình một cái khung, một cái gọi là một cái không gian và cả về thời gian 3 chiều 4 chiều như thế để được vùng vẫy với cái chuyện là khởi nghiệp, thì tự nhiên mình thấy tự tin ghê. Thế là vì mình là người tự tin vì chuyện đó, thế thành ra là khi mời gọi những người khác, người ta cũng đỡ, người ta cũng yên tâm hơn, và người ta cũng có thể là đã đốt một vài cái cầu của người ta để người ta đi cùng với mình. Đấy. Vâng. Thực ra em cũng rất là chia sẻ điều đấy, bởi vì em nghĩ là hầu hết nếu mà mọi người hay nghĩ về câu chuyện khởi nghiệp là tức là phải rất là máu, lao đầu đâm đầu vào đá. Nhưng mà em cũng đã trải qua câu chuyện giống như chị, tức là cũng có thời điểm của em phải đưa ra quyết định là, thực ra hồi đấy là em nhớ là năm 2018 khoảng đấy, tức là hồi đấy là Spy Room nó cũng phát triển, tức là cũng có người dùng, nhưng vấn đề là nó không tạo ra doanh thu. Thế thì lúc đấy bọn em mới đứng trước câu chuyện là bây giờ trong vòng, bọn em cũng tự đặt ra giới hạn cho chính mình, tức là kiểu trong vòng ví dụ 1 năm tới mà mình không tìm cách nào đấy để huy động được có một nguồn vốn nhất định, hoặc là tạo ra một lượng doanh thu nào đấy để mình có thể duy trì được nữa thì thôi, tôi lúc đấy đóng lại. Đóng lại ở đây thì lúc đấy em suy nghĩ là nó không phải việc mình đóng nó lại, là để nó nhiều, nó thiên hơn về yếu tố tinh thần dành cho mình ấy. Tức là nếu mà mình cứ để nó ở đấy thì mình không được thoải mái để mình bước trên một cái bước hành trình khác, chứ không nhất thiết là câu chuyện nó sẽ thu lại được gì hay là nó sẽ ra sao.
Thì may mắn, tức là trộm vía, bọn em thì sau đấy lại có cơ hội thì lại vượt lên được, vượt qua được và đi đến tận bây giờ. Nhưng mà em vẫn nghĩ là cái lời khuyên của chị nó rất là hợp lý và nó rất là thiết thực ở câu chuyện là mình khởi nghiệp nhưng mà mình cũng nên có trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với gia đình hay những người xung quanh. Mình cũng có một cái giới hạn thôi, tôi vẫy vùng, tôi bơi trong đấy, và nếu tôi không thành công thì cũng không vấn đề gì cả, tôi vui vẻ với chuyện đấy và tôi tiếp tục quay trở lại với những cái cơ hội khác, bởi vì khởi nghiệp nó là câu chuyện cả đời, và có khi không thành công lúc này nhưng mà khi mình chín hơn ở một thời điểm khác mình lại có cơ hội thì sao. Đang nhân nói đến câu chuyện khởi nghiệp thì em thường hỏi tất cả khách mời của BIRC là câu chuyện khởi nghiệp thì thường nó có gắn với một hình ảnh là nó sẽ khởi đầu ở cái gara, và rất nhiều công ty khởi nghiệp thành công trên thế giới nó bắt đầu như vậy. Thế thì em có thể tò mò hỏi là cái gara khởi nghiệp của chị Hà những ngày đầu tiên đấy nó là một nơi như thế nào được không? Việt Anh hỏi chị câu này là rất phù hợp đấy, tại vì cái hình ảnh gara ấy chính xác là nó nói đến cái gara của ông Hewlett và ông Packard, tức là cái gara ở Palo Alto của hai ông, và nó cực hiện nay nó trở thành gần như là một cái bảo tàng vì nó coi như là cái nơi khởi đầu của Silicon Valley ở California. Và ước mơ của chị cũng, chị thì đã đến rồi, nhưng là trong nhiều năm là ước mơ của chị là được đến cái gara đấy. Thế nên còn cho nên là đối với chị gara nó là một cái gara cụ thể đấy. Còn quay trở lại cái gara lúc mà chị và mọi người khởi nghiệp năm 2003 thì trời ơi, nó là một cái business plan trắng hơn một nửa. Tại chị mới học MBA, lúc đó là mới học MBA xong được có 3 năm nên là trong đầu là làm cái gì nó phải có kế hoạch, phải có business plan. Business plan viết ra thì lúc đó đấy trắng hơn một nửa, bởi vì là mình cũng chưa có khách hàng này, phân tích cạnh tranh, phân tích thị trường, phân tích này nọ thì hầu hết các thông tin đấy mình cũng không có, mà mình không có đâu ra tiền để đi nghiên cứu thị trường cho nó bài bản để đưa thông tin vào. Cho nên là cái gara của mình là đấy, một cái bản kế hoạch kinh doanh nhìn vào trông rất đáng ngại bởi vì hầu hết là không đủ thông tin. Ngoài ra là team founder thì tranh luận không ngớt về cái chuyện là mình sẽ làm kinh doanh như thế nào. Cái không hiểu tại sao hồi đó thì lại tranh luận rất ghê về chuyện cái business ethics, tức là cái đạo đức trong kinh doanh của mình. Thật ra một vài năm sau thì bắt đầu có những vụ như là PMU18 rồi vân vân, thì lúc đó cũng không phải là do mình đã nhìn trước là phải có trong kinh doanh phải có đạo đức hay là cái gì ghê gớm đâu. Tất nhiên là chương trình MBA có nói tương đối nhiều về chuyện đó, và ở HP thì có cái gọi là business code of conduct rất là chi tiết cụ thể mà mình phải học và phải ký vào, là tôi đã đọc và đã hiểu vân vân. Nhưng mà những cái tranh luận về cái gọi là đạo đức trong kinh doanh, liệu chúng ta làm, hồi đó là công ty mở ra là công ty tư vấn và công ty tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn cũng như là các dự án ODA của nước ngoài, chẳng hạn như là của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam đấy, thì hồi đó là rất là tranh luận về những việc như là liệu chúng ta có thể ký khống hợp đồng cho khách hàng hay không, liệu chúng ta có thu nhập mà có tiền mặt, có doanh thu tốt trong ngắn hạn, bất luận là cái chuyện này chưa chắc là bản thân chúng ta cũng đã cảm thấy hay ho lắm, thì chúng ta có muốn làm không. Nếu những có những cơ hội như thế thì lúc đấy bản thân ban giám đốc cũng là người đi làm kinh doanh chính mà, làm gọi là business development mà, thì ban giám đốc sẽ gọi là say yes, hay sẽ đồng ý ngay, hay là mình sẽ walk away. Không hiểu tại sao những cái tranh luận đấy bây giờ nhìn lại mình nghĩ là nó một mặt thì nó tốt cho cái việc kinh doanh của mình, đúng là công ty đưa ra một số các cái nguyên tắc mà hồi đấy có cả những nguyên tắc rất cứng, chẳng hạn như là nếu có tiền sẽ không đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất rượu bia và hồi đó thì đưa ra những cái còn hơi ngây thơ như vậy. Nhưng mà nó có một cái rất hay, đó là nó làm cho team founder hiểu cái bản chất của mỗi người ở đằng sau hơn. Khi mà gặp nhau để trở thành founder thì vẫn là bạn học cũ, rồi là bạn trong công việc, nhưng mà và có thể thậm chí biết cả gia đình của nhau, nhưng không biết được là cái đến những lúc khó khăn hoặc đến lúc phải ra những cái quyết định tương đối quan trọng, nhìn thấy rất nhiều tiền thì chúng ta sẽ làm nào. Nếu mà ta biết là tiền đấy thật ra không hẳn là tiền do chúng ta có được, không phải là earn được, thì chúng ta sẽ làm nào.
Thì những cái thảo luận như thế, mình nghĩ cái giai đoạn ban đầu nó cũng là một cái hành trình, một cái gọi là cách làm cho cái gara của mình. Mặc dù business plan, kế hoạch kinh doanh thì trống hơn một nửa, nhưng mà founder thì hiểu nhau hơn nhiều. Và đúng là cũng có những founder không thấy đồng thuận và không làm việc tiếp. Đấy. Thì cái gara của mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp chắc ban đầu đều trông đều hơi lem nhem. Mỗi bên, mỗi một doanh nghiệp lúc khởi nghiệp chắc đều lem nhem theo một cách. Thì cách của nhà bọn mình là như vậy, tức là của chị là đấy, business plan là được gọi là được điền vào dần dần. Nó không có nghĩa là planning lắm, mà nó là một cái gọi là sản phẩm sống. Mà hồi xưa thì 2003 thì các công cụ để làm planning nó chưa có nhiều, cho nên là có những lúc mà work plan là phải in ra một cái tờ giấy A0 lớn, không treo lên tường, xong dùng những cái thẻ màu đính lên để mọi người biết, vì lúc bắt đầu có nhiều việc rồi, phải cử người đi làm, một người làm nhiều dự án thì không có những cái cách như thế là không thể follow được. Thì một trong những cái mà mình cứ buồn cười là năm đầu tiên và những năm thứ hai nữa là khi nào mà cái plan này, cái plan nó là một tờ giấy to thật, in thật lên mà nó trông nó chi chít ấy, thì nó rất mừng, tức là có nhiều việc. Đấy. Còn lúc đầu tiên thì cái gara là một bức tường trắng mà business plan thì trống hơn một nửa. Vâng. Và tranh luận luôn, tranh luận liên miên. Nhưng mà chính ra từ những cái cuộc tranh luận đấy, em nghĩ là mình mới đưa ra được quyết định đúng đắn hơn về con người, đúng không? Sẽ có những đúng cái rồi. Mà em đã trải qua chuyện đấy. Tức là có những người mình cảm thấy ủi, thực sự phù hợp. Tức là cảm giác như là cái skill set của họ, cái năng lực của họ nếu mà ghép vào cái bộ máy của mình thì quá là hoàn hảo. Và thậm chí là nếu mà tiếp xúc của sơ qua thì vẫn thấy là kiểu kể cả về mặt con người có vẻ là rất phù hợp. Nhưng mà đúng là khi mà như chị cũng có nói là khi mà gặp những cái vấn đề khó hoặc những cái câu chuyện mà nói chung là nó thể hiện rõ hơn cái gọi là bản chất sâu của từng người, của những cái hệ giá trị của người ta. Vâng. Nói ra thì rất là sách vở, nhưng thực tế chuyện đấy là rất nhưng quan trọng. Nhưng mà bọn chị đã nghĩ được, các chị đã nghĩ được, anh chị đã nghĩ được đến cái câu chuyện đó từ những ngày đầu tiên. Chắc là do tình cờ, không phải là do có chủ đích lắm đâu. Tức là có phải làm business plan, cho nên là bắt nhau làm business plan. Thì trong lúc vì business thì cũng chưa có gì mấy, nên là để chống. Và lại quay ra tranh luận thì tranh luận nhiều nhất, mà cái bây giờ nó đọng lại trong trí óc của chị ấy, là tranh luận rất nhiều về business ethics. Và hồi đấy thì hơi sốt ruột, mình nghĩ là chết rồi, làm thế này lẽ ra phải đi ra xông ra ngoài thị trường mà đi tìm khách hàng đi, nhưng mà chúng ta ngồi trong nhà xong tranh luận về chuyện là chúng ta sẽ ở trong gọi là doing a business in education hay là education first mà business là đi sau, chẳng hạn. Kiểu những chuyện kiểu như thế, nhìn lại bây giờ mình thấy là cái đó nó có một cái giá trị tốt, là anh em đang ngồi trong một cái gara rỗng chưa có gì, nhưng mà chúng ta biết là có cùng nhau đi tiếp từ cái gara này không, hay là có những người hệ giá trị nó sẽ khác, người tư duy ngắn hạn hơn, nghĩ rằng là việc kinh doanh là chuyện, chẳng hạn như đối với tất cả những cái ngành, ngay cả sau này khi làm trong công nghệ, thì đối với cá nhân chị, cái chuyện dịch vụ khách hàng là thượng tôn, business, cái service nó là thượng tôn, còn tiền mà mình có được nó phải là hệ quả của chuyện là mình có dịch vụ tốt hơn người khác và khách hàng hài lòng hơn ở chỗ khác. Thế còn có nhiều người thì không, nó là phải có tiền trước, còn service là cái gọi là cái phương tiện để chúng ta kiếm được tiền thôi. Thì riêng chuyện là cái gì trước, cái gì sau nó cũng đã, sau này thì hồi còn trẻ thì thường ta không nghĩ ra ngay như thế, nhưng những câu chuyện như thế thì sau này mới thấy là cái đấy nó giúp đến chuyện là nếu trong 5 người có 5 founder, có 3 trên 5 founder nghĩ đến là mình phải có dịch vụ tốt, mình phải có khách hàng lúc nào cũng hài lòng hơn là nếu họ dùng dịch vụ ở nơi khác, rồi mình sẽ có tiền từ cái việc đấy, mình sẽ có doanh thu, mình sẽ có định giá tốt hơn, thì khả năng cao là chúng ta sẽ thành công. Còn nếu cả 5 founder hoặc là 4 trong 5 founder đều bảo là thôi bây giờ phải có cách gì nhanh chóng có tiền, doanh thu hoặc là kiểu là top line, tức là đấy, doanh thu nó phải thật nhanh, thật, hoặc là phải thổi phồng được cái này cái kia, chúng ta founder phải có tiền trước các thứ, thì khả năng cao là sẽ ít khi mà đi tiếp với nhau được. Và nếu không đi tiếp với nhau được thì không thể có được một doanh nghiệp tốt. Thì từ trước giờ bao giờ tiêu chí đầu tiên của chị khi lập doanh nghiệp hoặc là làm việc với các nhóm thì đều là đầu tiên phải có ít nhất là 2 người đi với nhau đã, còn nếu không có nhóm founder thì thôi không mất công phải nói tiếp, bởi vì một người không thể làm được gì cả. Và không thể nói là tôi giỏi rồi cho nên tôi sẽ toàn là tuyển kiểu
các bạn junior hơn tôi, các bạn thấp hơn tôi để làm. Chị không tin vào cái kịch bản thành công như thế. Chị phải có ít nhất là có hai người founder mà tương đối equal thì mới bắt đầu làm việc tiếp. Đẹp nhất là hơn hai. Vâng. Nhưng tối thiểu là hai. Vâng, em cũng nghĩ thế, bởi vì em thấy là thực ra nếu mà chỉ có một founder thì nó thường sẽ bị giới hạn trong cái điểm mù của người đấy. Trong cái điểm mù của người đó, đúng là như vậy. Cho nên cái gara của mình nó thật ra là một cái gara dùng trong tương đối nhiều năm. Vâng. Và đôi khi là, đôi khi doanh nghiệp đã to rồi, thực ra về bản chất đã to hơn rồi, nhưng mà nếu founder vẫn còn cái tinh thần là à, mình vẫn tưởng tượng như trước mắt mình vẫn là một cái business plan mà vẫn còn rất nhiều chỗ trắng rằng và founder hoàn toàn vẫn có thể có những người mới mà on board được để đi cùng với mình, thì cái tinh thần mà lúc nào à ta cũng cần có một cái gara ở đấy rất là hay và rất là ý nghĩa, gọi là cái tinh thần khởi nghiệp đấy, nó nếu nó có một cái hình ảnh cụ thể như cái gara mà Việt Anh nói đến, thì chị nghĩ đấy là một cái gọi là như là một cái gọi là nail để nhắc mình đến và nói là ok, luôn luôn vẫn cần phải có những cái tư tưởng giống như cái lúc ban đầu đấy. Vâng. Bọn em hay gọi là ngày xưa bọn em khởi nghiệp với Spy Room, em nghĩ là có những cái thành công ở cái bước đầu ấy rất rất may mắn là vì bọn em ngây thơ. Tức là những cái lúc đầu tiên đấy, nhiều khi giống như chị cũng có chia sẻ là có những cái tranh luận của các anh chị về câu chuyện là business ethics, đạo đức kinh doanh, những câu chuyện đấy có khi là nếu bây giờ nhìn lại thì mình cũng thấy là sau hồi đấy kiểu hơi cả nghĩ chẳng hạn vậy, nhưng mà đôi khi chính những cái câu chuyện này nó lại là những thứ mà nó lại neo mình và nó sẽ giúp cho mình có những cái giá trị về lâu dài, nó rất là xuyên suốt, và chính ra cái giá trị xuyên suốt đấy mới là thứ em theo em nó là cái kim chỉ nam để cho doanh nghiệp nó phát triển và nó đi theo đúng một cái hướng mà mình mong muốn. Và quan trọng nhất ấy là bởi vì khi mà doanh nghiệp bắt đầu may mắn mà tăng trưởng cao hơn thì thường lúc đấy rất là bận. Vâng. Rất nhiều việc là từng team leader hoặc là từng người gọi là C-level, nhưng mà chẳng hạn phụ trách mảng này mảng kia sẽ phải tự ra quyết định. Thì cái lúc đó vì chúng ta đã trải qua những cái thảo luận với nhau hoặc là những cái gọi là tranh luận đến cùng với nhau như vậy rồi thì vâng. Cái chuyện tin nhau gần như là mặc định và không cần phải nghĩ đến chuyện là nếu mình nói thế này thì Việt Anh liệu có diễn giải nó theo cách khác không. Để trong đầu của những cái team mà may mắn mà làm việc với nhau ăn cánh và đã đi với nhau kiểu những cái gọi là về giá trị là đã tranh luận đến cùng và tin tưởng nhau là cùng có một cái hệ giá trị, thì chị nghĩ là được làm được cái việc đó, tức là mỗi người ra quyết định và không cần phải hỏi ý kiến người kia nữa, bởi vì mình hoàn toàn tin tưởng là những người khác trong team của mình hiểu mình đúng như cách mình mong muốn. Chẳng hạn như là nếu mình có quyết định ưu tiên một khách hàng này về thời gian chẳng hạn hơn khách hàng khác chẳng hạn, thì mình không cần phải giải thích cho những người khác là đấy không phải vì tôi được cái lợi lộc gì riêng cá nhân đối với khách hàng đấy, mà bởi vì đấy là tôi nghĩ về vấn đề về lợi ích chung. Thế thì chắc là như bên Việt Anh cũng thế thôi, hoặc là các doanh nghiệp khác đều biết có rất nhiều lúc chúng ta có cần đến cái việc cái sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm gọi là trong ban lãnh đạo hoặc là trong nhóm khởi nghiệp cùng nhau như vậy, và cái đấy nó giúp cho năng suất lao động của từng người hoặc là cả nhóm nó tăng lên rất nhiều, và đấy cũng có lẽ là một cái điều mà như Việt Anh nói là mất thì giờ với những cái thảo luận ngây thơ ôm bao đồng một chút, đấy chính là một cái mà nó có cái là một cái đầu tư về thời gian mà nó có vẻ có cái return lâu dài, đúng không? Vâng, đúng ạ. Vâng, từ cái hành trình của chị với cái gara đó, em nghĩ là đến bây giờ nó là một hành trình rất là xa. Nó là một hành trình rất là xa. Vậy thì theo những cái mà em, tức là có một hình tượng nữa em cũng hay bắt gặp trong câu chuyện khởi nghiệp, đó là cái hành trình khởi nghiệp thì nó cứ đi lên đi xuống, nó như một chuyến gọi là roller coaster đi lên đi xuống. Thông thường em sẽ hỏi khách mời và em cũng rất là muốn hỏi chị một câu hỏi này là trong một cái hành trình như vậy thì cái điểm thấp nhất chị đã từng trải qua là gì? Việt Anh dùng hình tượng roller coaster là một, thực ra nó vẫn là một hình tượng rất là đẹp. Vâng. Mặc dù nó thể hiện là đời là lên voi xuống chó, đúng không? Roller coaster vẫn còn là vui chơi. Đúng rồi, roller coaster thứ nhất là vui chơi, thứ hai là thông thường cái setting nó rất là đẹp, thứ ba quan trọng nhất ấy, là cái gia tốc của nó rất là cao, tốc độ nó cao và gia tốc cao, đúng không? Vâng. Roller coaster có nghĩa là luôn luôn trong chuyển động, và nếu mà doanh nghiệp của chúng ta dù là có những lúc bị đi xuống nhưng nó đang trong
trong chuyển động và nó có gia tốc để đi lên đã là một cái hình tượng tuyệt vời rồi. Thực ra startup thì giống như là lúc nãy Việt Anh nói, cái khó khăn và cái làm mình đau đầu nhất không phải là những lúc mà nó quá thấp, mà là những lúc mãi mà nó không tăng trưởng. Nó cũng sâu sâu, nó cũng ok, nhưng mà nó không phải là top 3 của trong ngành mình. Thế rồi quanh quanh cũng chỉ có từng đấy user rồi các thứ. Đấy thì nó mới là vấn đề, đúng không? Thực ra với Kids Online chẳng hạn, chị nói cụ thể như với Kids Online thì cũng đã có nhiều những lúc khó khăn. Có rất nhiều giai đoạn là nhất là giai đoạn lúc ban đầu mình cảm nhận là có lẽ là chúng ta đang đi vào một cái nhóm khách hàng khó quá. Bởi vì cái mệnh đề đầu tiên lúc để sinh ra Kids Online là trường mầm non là cái nhóm mà gọi là về mặt công nghệ là bị underserved, tức là bị ít được quan tâm nhất về trong tất cả các khối của giáo dục, kể từ mầm non cho đến cấp đại học và sau đại học. Nhất là các trường mầm non ngoài công lập nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng 20 cô giáo và độ 60, 70, 80 học sinh ấy, là về công nghệ thông tin khéo mà bằng zero không, mà. Đấy, thế là mình nghĩ là ở chỗ này nếu mà giống như là đi sang châu Phi và báo cáo về là đấy chưa ai đi giày cả ấy, chúng ta sẽ nhảy sang đây để bán giày. Thì cũng thế, mình nghĩ là ở chỗ này thứ nhất là số lượng học sinh thì nhiều, số lượng giáo viên thì nhiều. Riêng giáo viên mầm non cả nước mình là hơn 400.000 cô, tức là gần một nửa triệu cô giáo mầm non, có phải ít đâu. Rồi mình thích lắm, thế là mình nghĩ là đấy là một cái thị trường gọi là hoàn toàn là đại dương xanh. Thế nhưng thực tế thì cái lúc khó là cái lúc mà sử dụng của các trường mầm non, bởi vì họ quá cái thời điểm mà 2017, 2018 mà Kids Online hô hào để các trường mầm non sử dụng một cái công nghệ để mà quản lý hoạt động của trường với các thứ, thì nghe nó đúng là ở đấy là rất nhiều trường người ta thấy là đau to búa lớn, mời người ta sử dụng thử thôi cũng đã khó rồi, và họ nói là tôi thấy bình thường, ngành cũng không có cái gì cần phải dùng đến những cái chuyện công nghệ lằng nhằng thế này, mà mình càng nói là nó là công nghệ cao thì người ta càng phản đối dữ dội. Thế có những cái lúc mà cái gọi là cái adoption rate của Kids Online là nó rất là thấp, mà lúc đó là có cổ đông bên ngoài rồi, có nhà đầu tư rồi. Cũng bị nhiều sức ép. Thì đấy là những cái lúc mà mình nghĩ là có lẽ chọn nhầm ngành, và có lẽ chọn nhầm cái ngành, tức là cái khối mầm non trong giáo dục, có lẽ là như thế này là sai lầm rồi. Cái lúc đấy rất hốt hoảng đấy. Thì đấy là có lẽ là cái lúc mà gọi là điểm tệ nhất của trong quá trình lịch sử non trẻ của Kids Online. Thì chị nhớ là có một năm lúc đấy Tết chị đi không ở Việt Nam và gửi thư cho các bạn trong team kiểu chúc mừng năm mới rồi vân vân. Xong chị nói là, chị nói thật đấy là tình hình của chúng ta hiện nay là tương đối khó khăn, thê thảm đến nỗi nếu chị là các bạn chắc chắn là chị khóc rồi. Bây giờ các bạn không khóc thì chị đấy đã rất là khâm phục rồi, rất là mừng rồi. Thôi bây giờ mình cố gắng là sang năm mới hy vọng là có một cái thế lực thiên nhiên nào đấy gọi là sẽ giúp chúng ta gọi là đổi mệnh, chứ lúc đấy cũng hơi khó khăn, bởi vì làm sản phẩm ra mà người ta không dùng, thế trường người ta không dùng, mình không biết làm thế nào. Thực tế thì luôn luôn sẽ có, hóa ra sau này thì khi mình xem thì mới biết là đúng rồi, cái roller coaster nó có những cái điểm gọi là chạm rất là thấp. Cái lúc đấy nếu chúng ta không ngã lòng thì thực ra người dùng phải dùng một thời gian, trong cái lúc mà chúng ta thì cảm thấy tuyệt vọng đến nơi thì người dùng người ta đang trải nghiệm và người ta mới bảo là ok, cái này hóa ra cũng có giá trị, cũng có ý nghĩa. Và thường là sau đấy một thời gian thì người ta mới tự nhiên lại gọi lại và là bây giờ chị nghĩ là cái này trường chị có thể dùng được, thôi hay cho chị trả tiền để chị dùng dịch vụ của bên em cho nó đàng hoàng nào. Hoặc là có những trường thì sẽ nói là trường chị mở địa điểm mới, cho chị đặt cọc để được dùng thương hiệu Kids Online để chị bắt đầu quảng bá dần. Nên là bắt đầu tự nhiên sau cái lúc mà nó đi xuống thì giống cái roller coaster nó có gia tốc, thì lúc đấy sẽ về thị trường, khách hàng nó cũng tươi sáng hơn, rồi bỗng nhiên có thể là lại có cả những chính sách nó cũng phù hợp hơn, bộ giáo dục nói là bây giờ phải áp dụng công nghệ nhiều hơn vân vân. Thế là tự nhiên tất cả mọi thứ nó trở nên tươi sáng hơn, và cái roller coaster của chúng ta nó lại đi lên một cái gọi là vòng mới và một cái đỉnh cao có thể là mới. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn mà rất là khó khăn như thế, chị cũng có chia sẻ
thì điều gì đã giúp chị kiên định để vượt qua được nó? Thứ nhất là luôn luôn mình nhớ trong đầu là đốt cầu rồi nên bây giờ là cũng quay lại là khó, đúng rồi. Đấy. Thứ nhất là đốt cầu, nếu những trường hợp như kiểu của Kids Sunlight thì có nghĩa là mình đã có những cái cam kết nhất định rồi. Mình cam kết với nhà đầu tư bên ngoài, mình cam kết với team rồi. Không thể là nói là do thị trường đang kém cho nên cũng không đơn giản để đóng cửa công ty, đúng không? Đấy. Và thứ hai là mình cũng cảm thấy là chắc chắn là vì thường ấy, những cái sản phẩm mình làm thì ở nước ngoài vẫn có những câu chuyện thành công rồi, và tương tự những đối với những sản phẩm tương tự rồi, chẳng hạn như là đối với Kids Online thì ở Mỹ có một cái sản phẩm ở trên Shark Tank của Mỹ năm 2012 gì đó tên là Bright Wheel, và sau đó thì họ rất là thành công. Hay là cái sản phẩm cũng tương tự hơi giống như của mình ở Canada, nó tên là Hi Mama, nó cũng rất là thành công. Thì bao giờ mình cũng cố gắng nghĩ là ở nước ngoài làm thế nào đó thì người ta đã thành công, cho nên là ở Việt Nam mình làm cái sản phẩm tương tự, phục vụ nhóm khách hàng tương tự, mà mình đi sau là thông thường công nghệ của mình còn về bản chất là tốt hơn của người ta, mình học hỏi được nhiều hơn. Thế nào mình cũng phải thành công, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Thế thì tìm đủ mọi cách để uống các cái loại gọi là thuốc động viên tinh thần, hơi gọi là cũng có thể lạc quan tếu một chút để đưa nhau vượt qua những cái lúc như vậy. Thực ra chị nghĩ cũng không có một cái bí quyết gì cụ thể đâu, mà chỉ có là bằng nhiều những cái hoạt động nhỏ, những cái bước nhỏ và niềm vui nhỏ. Đúng rồi, bằng cả những cái, đúng là những cái gọi là tiếng Anh trong cái nhóm MBA thì sẽ có cái từ gọi là small wins đấy. Tức là có những cái thành công rất nhỏ nhưng mà nó có tác dụng là khích lệ và giúp anh em mỗi người chỉ cần có thêm một sáng kiến hoặc là một cái hoạt động, một cái cách làm gì đấy để cho khách hàng hài lòng và người ta dễ dàng sử dụng sản phẩm của mình, rồi đồng thời giới thiệu cho thêm một người khác, thế là mình vượt qua được khó khăn rồi. Thì đấy, nó chỉ là nhiều những cái yếu tố mà và những cái hoạt động nhỏ để vượt qua rồi. Và tất nhiên là như cá nhân chị thì lúc nào chị cũng nghĩ là thôi mình đốt hết cầu đằng sau lưng rồi, có mỗi có một cách là bước đi lên phía trước thôi. Vâng. Với Kids Online là cái khoảng thời gian đấy là hình như là chị trước đấy chị đã khởi nghiệp với một business khác, và Kids Online nó là một hành trình thứ hai. Thế thì em tò mò một cái là những cái khó khăn mà khi gặp với Kids Online ở đó thì có phải là thứ mà cái kinh nghiệm khởi nghiệp trước đó nó giúp cho chị vượt qua được hay không, hay là nó vẫn là một thứ gì đó hoàn toàn mới mà như chị nói là mình cũng phải đương đầu, rồi lại small win, rồi tìm mọi nguồn gọi là một nguồn động lực, nguồn cảm hứng, rồi mình cứ tự vượt qua bởi vì nó rất là khác so với trước. Đối với chủ doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trước, vâng, hoặc là đối với startup founders mà đã có kinh nghiệm rồi, kể cả kinh nghiệm gọi là thất bại. Thì nó cũng có một cái lợi, đấy là ít nhất là mình có một ít uy tín trong cái cộng đồng mà quan trọng đối với mình. Cộng đồng quan trọng là thứ nhất là gia đình, rồi người thân người quen, và vì mọi người phải ủng hộ thì mình mới làm được. Chứ mình cũng rất là đã từng nhìn thấy một số bạn khởi nghiệp trẻ nhưng mà gia đình thì không ủng hộ, người yêu thì có khi cũng có thể do hiểu nhầm bỏ nhau, thành ra bạn ấy bị sức ép 2-3 lần khả năng mà những cái do không có sự hỗ trợ đấy mà founder bị thất bại là rất cao. Đấy. Thì đầu tiên là mình phải có, nhờ là mình đã có uy tín rồi thì thành ra mình sẽ có những hỗ trợ như vậy. Thứ ba là cộng đồng nhà đầu tư, thì như chị để ý thì chị thấy là nhà đầu tư hoặc là các đối tác người ta rất quan tâm đến chuyện là mình đã có kinh nghiệm quản lý chưa, có kinh nghiệm trước chưa, và nếu mình giỏi thì mình sẽ thuyết minh ngay cả kinh nghiệm đấy nếu nó không thành công lắm, hoặc là ở trong lĩnh vực không liên quan lắm so với cái lần khởi nghiệp thứ hai thì mình vẫn có thể thuyết minh là nó có lợi cho tôi. Thế nên nhiều những cái kinh nghiệm cũ thì chị thấy là có thể tận dụng được. Còn có một số thứ thì một số vấn đề thì đúng là luôn luôn mới, chẳng hạn như là công nghệ. Thứ hai là nhân sự của mình từ độ khoảng 7-8 năm, chưa đến 10 năm đâu, chị thấy là đã
đã có một cái sự thay đổi trong cách làm việc, trong tư duy của các bạn nhân sự mới thì thì cái đấy là mình luôn luôn phải phải tìm hiểu và phải đổi mới, để không thể đưa những cái cách làm việc của các anh chị nhân sự 8X để dùng cho các bạn 9X và bây giờ bắt đầu các bạn thế hệ ra đời sau năm 2000 nữa, thì vẫn có rất nhiều cái mới. Ngoài ra nữa là chẳng hạn như trong ngành mầm non thì hiện nay là cái ngành mà hiện nay chị đang quan tâm nhiều nhất, thì lại còn có cả những cái yếu tố mới hơn nữa, chẳng hạn thay đổi một cách căn bản về chương trình giáo dục mầm non của nước mình. Thành ra là những cái yếu tố đấy thì chắc trong ngành nào hoặc trong cái lĩnh vực kinh doanh nào cũng có. Nhưng mà rất nhiều thứ liên quan đến cái giai đoạn đầu của khởi nghiệp thì một chủ doanh nghiệp hoặc là một founder đã có kinh nghiệm rồi là có thể tận dụng lại, chị nghĩ được rất nhiều, không khó để gọi là định lượng ra là bao nhiêu phần trăm, nhưng có thể tận dụng được rất nhiều từ những cái kinh nghiệm cũ. Vâng, bản thân chị thì em thấy là chị cũng lựa chọn cái lĩnh vực là lĩnh vực mầm non. Tức là như vừa nãy chị cũng có chia sẻ sơ qua, đó là câu chuyện là nó là một lĩnh vực mà chị thấy rất là nhiều tiềm năng. Nhưng mà em nghĩ là trong khoảng thời gian đấy chắc chắn là chị cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều lĩnh vực có nhiều tiềm năng như thế. Nhưng mà lý do tại sao lại là mầm non, là lý do tại sao nó lại là Kids Online? Khi mà chị mong muốn quay trở lại nhiều hơn với các cái business, các cái việc kinh doanh có ứng dụng công nghệ. Vâng. Thì theo logic của một người học MBA rồi, và nhất là chị là rất hâm mộ môn thống kê, tức là chị rất rất thích thống kê, thì chị sẽ lựa chọn là chỗ nào có nhiều cơ hội nhất để làm. Thì chị nghĩ là ở Việt Nam dân số trẻ, trong giai đoạn này mình vẫn đang có dân số trẻ, cho nên là đầu tiên là mình sẽ zoom down xuống là ok, mình phải làm cái gì có ứng dụng công nghệ được cho dân số trẻ. Thế xong rồi trong số dân số trẻ đấy thì chị mình kết hợp cả những cái mình cái sự hào hứng thích thú của cá nhân mình, chẳng hạn như chị thì chị rất là quan tâm đến lĩnh vực giáo dục nói chung, và kết hợp với chuyện là mình muốn tạo ra một cái doanh nghiệp mà có sử dụng công nghệ cho nhóm dân số trẻ ở trong lĩnh vực giáo dục. Thế là mình bắt đầu đưa những cái keyword đấy vào với nhau, thì và mình đã có các bạn founder tình cờ cũng là những bạn trẻ và đang có con nhỏ. Thì khi mà brainstorm với nhau thì mọi người bảo thế thì bây giờ mình phải làm một cái ứng dụng gì đấy để dùng được ở trường, ở khối mầm non, rồi từ từ nó hình thành cái ý tưởng của mình. Vâng, tức là có một số keyword sau đó trộn với nhau một cách có chủ đích một chút thì nó sẽ ra được một cái business plan. Tất nhiên hồi đầu tiên nó vẫn còn đang mù mờ. Sau khi đã nghĩ ra là mình sẽ cần làm công nghệ trong ngành mầm non thì chẳng hạn như bọn chị sẽ phải nghĩ là ok, mình làm B2B hay là B2C đấy, rồi mình sẽ làm nó dưới dạng là một cái công nghệ, một cái sản phẩm, một cái giải pháp mà dùng được, gọi là one size fits most, hay là sản phẩm gọi là phải customize, đúng rồi, phải customize. Thì bắt đầu đi nó sẽ càng ngày nó càng gọi là chi tiết hóa hơn và bắt đầu hình thành cái hình dạng của cái business mới. Còn tại sao lại online, tại sao lại là Kids Online, thì chị chủ đích chọn cái tên online bởi vì sau một thời gian thì mình nhận ra là đến năm 2014-2015 khi Việt Nam bắt đầu có 4G và bắt đầu cái điện thoại thông minh nó thực sự trở nên phổ biến ấy, thì lúc đấy là các cái dịch vụ mà thực sự trên nền tảng gọi là đám mây cloud, gọi là SaaS đấy, software as a service mới thực sự là có thể gọi là đưa ra sử dụng một cách đại trà được. Chứ trước đó thì nói đến SaaS cũng là nói đối với các doanh nghiệp rất lớn, rồi nói những chuyện nó hơi mang tính chất là showcase trên sách vở thôi. Mà chị thấy nếu như mình có internet tốt và tất cả người dùng, kể cả các cô giáo mầm non cũng có điện thoại di động, thì cái chữ online đấy nó sẽ làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện là người ta sẽ được kết nối, bố mẹ rồi gia đình, phụ huynh và nhà trường sẽ kết nối với nhau trên online, trên
Nếu có anh Thành Nam của FPT và Phoenix ở đây thì anh sẽ gọi là trên mây. Bọn chị thì nghĩ là nói là trên mây như cái thứ thì có thể nó sẽ hơi khó hiểu thôi, mình nói là trên online. Thế sau đấy thì đến hồi có Covid thì tất cả mọi người đều hỏi là tại sao Kids Online lại nghĩ ra cái tên online từ sớm thế. Thì thực ra chủ đích của mình chủ yếu lúc đấy là bởi vì nó mọi người đều lúc đó là đều đã dùng điện thoại thông minh tương đối nhiều và đã Việt Nam mình là trên gọi là mạng xã hội, tức là trên online, mọi người online rất nhiều, thành ra là mình sẽ gắn cái chữ kids với chữ online nó thành một cái tên và thấy nó cũng dễ thương và cứ thế là theo đuổi. Nhưng mà đấy, trong tư tưởng của nhóm founder thì chữ online đấy thực ra nó có nghĩa là kết nối trên online, kết nối mà có ứng dụng công nghệ, chứ không phải online có nghĩa là kiểu online tức là lúc nào cái gì cũng cần phải online đâu. Thực sự là ở trường mầm non thì nếu các bạn nó biết thì thực ra hầu hết thời gian là các cô giáo không được online đâu, chỉ đầu giờ và cuối giờ thôi, còn lại trong giờ các cô còn phải làm việc với các bé chứ. Em nghĩ là đấy là một cái tầm nhìn nó tương đối xa, tức là từ câu chuyện là nhìn thấy xu hướng công nghệ rồi xu hướng về thiết bị và mình nhìn thấy rằng đấy là một cái thị trường MBA mà em tên. Làm cái gì cũng phải rất là tức là hơi gọi là có kế hoạch, đúng rồi, trông có hệ thống. Có hệ thống, vâng. Em thắc mắc một chút là chị có vẻ là một người rất là đam mê về mặt công nghệ và chị đấy lý do sao mà chị cũng phát triển Kids Online, mặc dù trước đấy là cũng có một business liên quan đến tư vấn. Thế thì em tò mò một chuyện là khi mà mình nhảy sang một lĩnh vực mới hoàn toàn như thế, mà một lĩnh vực mà cần phải học rất nhiều, vì em nghĩ công nghệ là một lĩnh vực mà gần như là phải update liên tục, thế thì chị làm thế nào để có thể thích nghi được cái lĩnh vực mới thế? Thứ nhất là chị nghĩ là nếu mà so sánh về đam mê, chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn trẻ đam mê và sâu về công nghệ hơn là chị. Thực ra chị vẫn là một cái người mà làm về, tức là mình có góc nhìn của người business. Entrepreneur, người business nhiều hơn. Kinh doanh. Có thể cái mà chị có nhiều kinh nghiệm hơn là chị nhìn các cái use case trong business nhanh hơn, và luôn luôn nghĩ là làm thế nào đấy để mình làm cái use case đấy nó nổi trội hơn bằng cách sử dụng công nghệ. Do là chị làm một trong những gọi là nhân viên đầu tiên ở Việt Nam của Hewlett Packard từ năm 1996, nên là trong cái thời gian làm ở Hewlett Packard thì chị hoàn toàn tin tưởng, tức là đã được công ty gọi là tẩy não tốt, rất tin tưởng với chuyện là chỉ có công nghệ mới giúp cho năng suất lao động và các cái mức độ tiếp cận các loại dịch vụ, những cái dịch vụ mà có công nghệ nó mới trở nên đại trà được. Thì vì là chị rất tin tưởng vào hai cái sức mạnh đấy của công nghệ, tức là một là làm cho chỉ có công nghệ thì năng suất lao động của mọi người, chẳng hạn trong trường hợp Kids Online thì năng suất lao động của cô giáo hay là của các cán bộ phòng ban ở trường mầm non sẽ được tăng lên đấy. Và cái thứ hai là nhờ có công nghệ thì cái việc mà đại đa số mọi người được tiếp cận đến những cái loại dịch vụ tốt hơn như thế, chẳng hạn chỉ có công nghệ thì các trường mầm non ngay cả ở Lào Cai hoặc là ở Đắk Lắk, ở những vùng xa nhất của Đắk Lắk, người ta vẫn sử dụng được một cái dịch vụ Kids Online y chang như là các trường STEM Garden hay là VinSchool ở Hà Nội đấy. Thì hai yếu tố đấy nó làm cho chị là vì mình rất tin tưởng vào hai cái tác dụng siêu lớn mà nếu không phải là công nghệ chắc không có một cách gì khác để có thể thực hiện được đó. Cho nên chị sẽ luôn luôn chủ động là muốn được kiểm chứng là những cái điều mình tin đấy thì công nghệ thực tế tại thời điểm này tháng 11 2023 là nó đã làm được đến đâu, nó có vượt xa ngay cả cái trí tưởng tượng của mình không, hay là mình vẫn còn nghĩ ra được một số thứ mà công nghệ hiện nay chưa đáp ứng được. Tức là trong tâm lý học nó có một cái gọi là confirmation bias ấy. Chị không biết dịch tiếng Việt là thiên kiến xác nhận đấy, bởi vì chị tin tưởng vào hai cái điều đó ở công nghệ, cho nên là chị chủ động quan tâm đến công nghệ bởi vì chị muốn được xác nhận rằng là đúng rồi, mình vẫn đang nghĩ đúng đấy. Nên là chị xuất phát từ một cái góc như vậy thì nó rất là tiện, bởi vì cái gì mà chị đọc nó cũng đem lại niềm về công nghệ, nó cũng đem lại niềm vui cho chị vì chị nhìn thấy là ok, hóa ra là mình nghĩ đang đúng. Bởi vì nếu mình đang muốn tìm hiểu một cái gì đấy thì cái điều mà mình đang tìm hiểu nó phải đem lại niềm vui cho mình, và như chị thì chị
đọc về công nghệ, tự học cái này cái nọ về công nghệ. Thực ra thì chị cũng chỉ học ở tầm gọi là học những cái chương trình dành cho dummies thôi, khóa này nọ, Python for dummies các thứ này nọ, em biết rồi đúng không, những cái khóa học nó dành cho gọi là beginners thôi. Nhưng mà bởi vì là chị học những cái đấy hoặc theo dõi những cái đấy thì nó làm cho cái niềm tin của chị nó càng được củng cố hơn, và chị vì thế chị thấy rất là vui. Và có một cái nữa là chị cũng may mắn là được ngồi cạnh các bạn làm công nghệ, nên là chị cũng thực sự là một dummy, lúc nào chị cũng hỏi những câu dummy, xong các bạn ấy giải thích cho chị. Thì các bạn càng giải thích chị càng thấy có nhiều cái điều mà chị muốn biết hơn nữa. Nên là mình quan tâm đến công nghệ này, xong rồi ở trong một môi trường có công nghệ này, xong mình nhìn thấy các bạn làm công nghệ mà cái sự phấn khởi khi các bạn ấy giải thích cho một người dummy như chị về công nghệ, bạn ấy cũng vui mà chị cũng vui. Thì là tổng thể là chị nhìn thấy những chuyện mà chị có tiếp tục làm về công nghệ và tìm hiểu về công nghệ nó rất vui. Nên là khi mình cảm thấy nó là một niềm vui thì mình không thấy những chuyện đấy nó vào đầu mình một cách rất là tự nhiên và rất là kiểu hào hứng. Nhưng mà thực sự là để có một cái mindset hay là một cái tư duy mà rất là ham thích học hỏi về công nghệ như thế, thì liệu nó có phải là một thứ mà theo chị là bản năng mình tự có, hay là nó là một thứ mà mình có thể luyện tập được? Và nếu mà để luyện tập thì ví dụ các bạn hoặc là các chủ doanh nghiệp mà đang xem podcast này nên tiếp cận như thế nào? Vì em nghĩ là công nghệ nó sẽ là một thứ cực kỳ quan trọng cho tất cả gọi là doanh nghiệp trong tương lai, và cái việc của mình tiếp cận sẽ luôn luôn, em nghĩ là không bao giờ thừa. Đúng là không bao giờ thừa. Và chị nghĩ là cách tiếp cận nhanh nhất ấy, thì có lẽ cũng nên giống như chị, tức là nếu mọi người ngay lập tức chưa tin tưởng vào công nghệ, hoặc là còn nghĩ là ok mình cũng có nhiều việc khác quan trọng hơn đang cần phải đầu tư thời gian, vì ai chỉ có 24 giờ thôi đúng không? Thì chị nghĩ là mình có thể hơi giống như chơi game về mặt công nghệ một chút, tức là về mặt tìm hiểu về công nghệ một chút. Mình sẽ tự đặt trong đầu một số chủ đề gì đang hot, đang trending thôi. Ok, mọi người nói nhiều quá về generative AI đến bây giờ, tóm lại mình cũng phải tìm hiểu một tí về nó cho đi ra nói chuyện trông mình cũng có vẻ hiểu biết. Thế thì mình sẽ nghĩ một cách là ok, thôi bây giờ mình tự đặt cho mình 3 câu hỏi đơn giản là về generative AI, và mình sẽ tự tìm hiểu sao cho xem những cái câu hỏi mình đặt ra ban đầu mình đặt có đúng hay không, tức là tự tạo một số cái game nhỏ nhỏ để mình tìm hiểu và để xem là mình nghĩ có đúng hay không. Thì đấy, chị nghĩ đấy là một trong cái cách đơn giản để tự tạo niềm vui khi mình nghiên cứu về một cái gì đấy. Làm thế nào để một người quan tâm sâu hơn nữa về những vấn đề người ta đã quan tâm rồi, chẳng hạn như chị rất thích công nghệ thì chị sẽ có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm nữa về công nghệ, thì đấy là một chuyện nhá. Vâng, cái đấy nó là tự nhiên rồi. Tự nhiên rồi, đúng không? Thì cái đấy chị đang nói về cái confirmation bias. Tức là chị rất muốn confirm những cái chị nghĩ, cho nên chị cứ phải tìm hiểu tiếp. Rồi. Đối với các chủ doanh nghiệp mà quan tâm đến những lĩnh vực mà còn tương đối mới với họ, có thể thậm chí còn hơi xa lạ. Chẳng hạn những doanh nghiệp mà từ trước nay ít khi phải động gì đến công nghệ mầm non chẳng hạn. Đấy, thì các cô giáo hoặc các cô chủ trường mầm non chẳng hạn. Đấy, thì làm nào để họ quan tâm đến cái lĩnh vực mới đối với họ như là công nghệ. Thì nhìn chung chị chỉ để ý là các chủ doanh nghiệp, dù là chủ doanh nghiệp rất là nhỏ hay là doanh nghiệp lớn, nhìn chung đều có tính cạnh tranh cao, đều có cái tính gọi là competitiveness đấy. Vì họ có tính cạnh tranh cao cho nên khả năng cao là nếu mình đưa những cái việc, nếu họ chủ động đưa chuyện tìm hiểu thông tin mới hoặc là lĩnh vực mới thành những cái như kiểu là những cái trò chơi, những cái game để họ có cạnh tranh trong đấy, thì thường nó sẽ dễ vào đầu họ hơn. Thế thì game thì hoàn toàn có thể tự tạo ra game cho bản thân mình. Cá nhân chị chẳng hạn, cũng có nhiều lĩnh vực chị không quá quan tâm, nhưng mà vì công việc hoặc là vì một lý do nào đấy mình cần quan tâm, thì thông thường chị sẽ tự tạo một cái game là mình tự nghĩ ba cái mệnh đề gì đấy trong cái lĩnh vực này. Mà mình giả định ra ba mệnh đề, sau đó mình tự tìm thông tin xem ba cái mệnh đề đầu tiên mình đưa ra ấy, là mình đúng được bao nhiêu phần trăm hay là sai hết. Tâm lý của con người là mình sẽ cố gắng phải tìm được đủ thông tin để khả năng mình thắng cả 3/3 và mình đúng cả 3/3 cái mệnh đề ban đầu đặt ra là cao nhất, đúng không? Thế cho nên là
khi mình biến tất cả những cái loại bài học hoặc loại thông tin hoặc loại lĩnh vực mà mình gần như là cần phải tìm hiểu, muốn tìm hiểu thì đã dễ rồi, cần phải tìm hiểu thành những cái game hoặc là mini game như thế, thì chị nghĩ là nó vừa nhanh, nó vừa tiện và vừa dễ nhớ. Thế thì cái tip của chị là như thế, chị thấy có vẻ cũng hiệu quả. Đấy. Thì có thể các chủ doanh nghiệp khác, do bản tính họ là những người có tính cạnh tranh cao, thì cái chuyện là chuyển hóa mọi cái việc họ cần phải tìm hiểu thành những cái game cho cá nhân họ, thì có thể nó sẽ giúp người ta tìm hiểu nó nhanh hơn và nó gọi là nó ngấm hơn, nó gọi là nuột hơn. Vâng, em thấy là cái đấy là một cái, đó là một cái quan sát rất là hay. Tại vì thực ra khi mà nhìn lại kể cả chính mình luôn, nó cũng là một chủ doanh nghiệp, thì em cũng công nhận mình trong vấn đề cá nhân nhiều khi mình đúng là có cái tính cạnh tranh nhất định. Ví dụ như là bọn em hay đùa với nhau là chơi game thì vui nhưng mà thua thì không vui. Đúng chứ, kiểu như thế, chơi game vui, rất vui nhưng mà thua là không vui. Thế nên là ví dụ như em là kể cả phải tìm hiểu những thứ mà không phải sở trường, hoặc là những thứ mà nói chung cũng không phải là một cái mình hứng thú hoàn toàn đâu. Nhưng mà ví dụ vì công việc mình phải tìm hiểu chẳng hạn, thì mình vẫn đặt nó giống như là một cái gọi là một cái nhiệm vụ đi. Đã gọi trong game hay gọi là một cái nhiệm vụ, và mình phải vượt qua được, bọn em hay gọi là side quest, tức là cái quest chính của mình trong cuộc sống hoặc trong công việc, maybe là nó sẽ như thế này, nhưng mà mình sẽ có các quest phụ, các cái nhiệm vụ phụ. Thế thì khi mình coi nó một nhiệm vụ thì mình mục tiêu của mình là làm cái đấy, mặc dù là phụ nhưng mà mình vẫn phải làm tốt ở cái tiêu chuẩn của mình, chứ mình không thể nào mà làm nó một cách gọi hời hợt được. Em nghĩ là cái lời khuyên của chị chắc chắn là nó cũng sẽ là một cái cách tiếp cận cực kỳ phù hợp với nhiều chủ doanh nghiệp, mà em tin là đấy là một cách để mình có thể tận dụng được, gọi là tự thao túng bản thân để mình đạt được cái việc, chẳng hạn như mình biết là phải học chẳng hạn. Thật ra về kế toán thì chị không phải mặn mạnh với chị, để học kế toán thì mình tự đặt ra mấy cái mini game về kế toán thì tự nhiên là mình nó vào nhanh hơn. Vâng. Thì hy vọng là với các chủ doanh nghiệp khác cái chuyện này nó cũng có thể áp dụng được. Mà em nghĩ là nên áp dụng, bởi vì thực ra chủ doanh nghiệp thì sẽ phải học hỏi liên tục. Em nghĩ vậy. Thế. Nếu mà thực sự để mà gọi là nhìn lại, ngược lại một quãng đời gọi là đã làm của em trong một vài năm qua, thì em nhận thấy là cái thứ mà giúp mình đến bây giờ mà mình vẫn còn tiếp tục hoạt động được là vì mình thích nghi và mình học hỏi liên tục. Và em nghĩ là với tất cả các business thì nó luôn luôn rơi vào câu chuyện là khi mình đang nghĩ rằng nó đã coi như đã bắt đầu ổn định, hay là nó bắt đầu đến một cái, tức là mình đã giải được cái bài toán nào đấy gọi là mình rất là nung nấu từ lâu rồi, thì đột nhiên nó lại có cái bài toán khác, hoặc là đột nhiên nó xoay chuyển hoàn toàn chẳng nói đâu xa. Ví dụ như năm nay khủng hoảng kinh tế này, nó cũng đặt ra rất nhiều thách thức, em nghĩ, với rất nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp của em hoặc là của chị, hoặc là rất nhiều doanh nghiệp khác ngoài kia. Và cũng không ai biết là năm sau khủng hoảng kinh tế sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào, rồi sau nữa nó sẽ sao, rồi cái business cycle mới thì cái gì sẽ đi lên, cái gì sẽ đi xuống. Thì rõ ràng là mình luôn luôn phải học hỏi, và em tin là cái cách tiếp cận mà biến tất cả mọi thứ thành một cái game để tự mình thao túng chính mình của chị, thì chắc chắn nó là một lời khuyên rất hữu ích cho những người đang xem cái podcast này. Em có một câu hỏi về tiếp tục liên quan đến cái chuyện là mình tái khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, thì rõ ràng là chị sẽ phải xây dựng một đội ngũ, em nghĩ là cũng có những cái đặc thù chuyên môn riêng biệt, đặc biệt là ví dụ đội ngũ công nghệ chẳng hạn, với Kids Online thì hoàn toàn nó đội ngũ công nghệ. Mà lúc đó thì em nghĩ là lúc mà chị bắt đầu thì có thể là mình cũng chưa thể nào mà có một cái background hoặc một cái kiến thức đủ sâu để gọi là có thể làm được, tìm được những người mà mình có thể đánh giá ở thời điểm đấy là hoàn toàn gọi là chính xác. Vậy thì chị đã vượt qua cái việc đấy như thế nào? May mắn là công ty trong nhóm founder thì có CTO là anh Đào Khắc Mạo. Thì tất nhiên là CTO sẽ là người chủ trì cái chuyện tuyển dụng bắt đầu. Câu trả lời ngắn của chị để trốn tránh câu hỏi của em thì là như vậy. Nhưng mà còn trả lời một cách nghiêm túc ấy, thì đúng là như vậy. Thật ra hồi đầu tiên như chị nói là Kids Online thì không quá khó về tuyển dụng nhân sự về công nghệ. Nhưng hồi đó mình tương đối kém về chuyện là làm thế nào để làm truyền thông online tốt hơn. Vì mình lúc đó là cả nhóm không ai có năng lực, không ai có kinh nghiệm gì về truyền thông, nhất là digital marketing là không có. Mà mình thì lại nghĩ là cái gọi là cái nhóm đối tượng khách hàng của mình, người ta sẽ rất là
có sự hiện diện nhiều, rất là active trên các kênh online. Thế thì không có thì sẽ cố gắng đi tìm kiếm nguồn lực mà có cái năng lực đấy thôi. Thế thì chủ động tiếp cận một công ty, mời họ trở thành cổ đông của mình. Và công ty đó là top 3 của Việt Nam về Internet Media. Và xin anh CEO của công ty đấy là hàng tuần anh ấy, mình book lịch với trợ lý của anh là cả cái team bên này, từ chị cho đến các bạn, kể cả các bạn marketing, cứ tạm gọi nhau là marketing chứ lúc đấy cũng chưa phải có kinh nghiệm lắm, sang ngồi nghe anh ấy giải thích, hướng dẫn, rồi đặt bài tập cho làm một tuần một lần, sau đó thì từ từ giảm xuống còn hai tuần một lần, sau đó thì từ từ xuống bớt. Từ đấy đến nay thì sau khi làm ổn rồi thì hiện nay Kids Online còn hỗ trợ rất nhiều trường là khách hàng của mình về chuyện làm digital marketing cho họ nữa. Thế và hỗ trợ họ để làm tuyển sinh trên những cái kênh online các thứ tốt hơn. Thì làm thế nào để có, thì thực ra cái khó nhất có lẽ đối với chủ doanh nghiệp ấy là biết được là nhất là những chủ doanh nghiệp mà khởi sự cho một cái ngành mới hoàn toàn như kiểu Việt Anh mới nói, khó nhất có lẽ là biết được là đâu là những cái mảng mà mình còn thiếu, và thứ hai là cái nào là ưu tiên cao, bởi vì hầu hết giai đoạn ban đầu đấy toàn là đốt tiền thôi. Thì mình giỏi hơn nhau chỉ ở cái chỗ là mình đốt tiền vào, đốt cái khéo, đốt rồi đốt để như thế nào cho nó vừa có lợi ngắn hạn vừa có lợi dài hạn. Mình sẽ chẳng hạn mình thiếu người thì mình tuyển những người đã có kinh nghiệm gọi là sáng chói ở trên thị trường trong cái mảng đấy về với mình, nhưng mà lương thì cao, yêu cầu thì nhiều, rồi là phải có một đội ngũ hỗ trợ họ thì họ mới perform được chẳng hạn, vân vân. Hay là mình tuyển bạn vừa vừa, sau đó kiểu gọi là bạn ấy xây dựng bạn dần lên đấy, thì đấy đều là những bài toán cân não. Thì thực ra quan trọng nhất là vẫn là cái mức độ linh hoạt, và lúc đấy thì founder và các anh em nhà nhà làm tuyển dụng, ai cũng đều tuyển dụng rồi, và cố gắng là làm sao để là có nhiều lựa chọn hơn cả. Lúc đấy thực ra một vị trí mà mình có được 3-4 cái CV đã là rất là mừng rồi. Thế rồi tất cả những cái chiêu khác của doanh nghiệp mới bắt đầu trong một ngành mới đều phải dùng hết, nào là gọi là referral bonus, tức là rồi hoa hồng tuyển dụng, hoa hồng tuyển dụng, tất cả mọi thứ, ngày hội tuyển dụng, tất cả mọi thứ, cái gì cũng nói chung là đều phải làm. Bởi vì làm xong thì mình mới phát hiện là ok, trong cái tại vì phải trải qua những bước như thế thì mình mới phát hiện ra là có những cách nào là làm nhanh nhất. Chẳng hạn đối với trường hợp của Kids Online thì thực ra cái CV và các cái bạn, tức là các cái việc tuyển dụng thành công nhiều nhất là trong giai đoạn đầu là thông qua các trung tâm đào tạo gọi là lập trình viên. Chẳng hạn như hồi đó thì Kids Online mình dùng một số các cái ngôn ngữ lập trình mà nó hơi hiếm ở trên thị trường, thì mình phải chủ động làm việc với các trung tâm mà người ta có dạy cái môn đấy, và ký MOU rồi tất cả mọi thứ rồi vân vân mọi thứ, rồi ưu tiên họ để mình có được cái nguồn tuyển dụng tốt. Tương tự như thế đối với một số các cái gọi là vị trí khác. Và do thị trường lao động càng ngày càng cạnh tranh, cho nên là trong rất nhiều trường hợp thì mình chẳng hạn những công ty mới ra đời là mình rất ưu tiên là các bạn sinh viên cao đẳng đại học, các bạn mà bắt đầu cứ đi làm là bắt đầu có thời gian, không phải bị học bận hết thời gian ở trên trường là đã rất ưu tiên các bạn rồi, và thời gian gọi là học việc rồi lên thử việc là có thể fast track rất nhanh. Tóm lại tất cả cái gì cần làm đều làm hết, và đến nay vẫn như thế. Thì thực ra chỉ có những cách như thế thì mới đảm bảo luôn luôn là có gọi là dòng tư tưởng mới, rồi có nhân sự mới, rồi có năng lượng mới cho công ty thôi. Vâng. Em thấy là nếu nói về câu chuyện tuyển dụng và tìm kiếm nhân sự ấy, thì hồi nãy chị có nói một ý mà em thấy rất là hay, đấy là việc mà mình nên chọn những bạn, mình sẽ đứng trước quyết định kiểu như là chọn những bạn ngôi sao, ngôi sao, hay là chọn những người làm việc, những người tạm thời người ta chưa phải ngôi sao nhưng mà gọi là mình cảm thấy là có thể build up, xây dựng họ lên được thêm. Thì
bản chất trong cái hành trình của bọn em nhé, em cũng nhận thấy là nhiều khi không biết cái này có là một cái mà chị là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm hơn có trải qua không, thì em rất là muốn đưa raise vấn đề lên để chị em mình cùng thảo luận một chút. Đó là nhiều khi em nhận thấy là có những vấn đề của doanh nghiệp, thực ra là mình là người chủ doanh nghiệp, mình có thể không có chuyên môn về cái vấn đề đấy, nhưng mà mình lại có một cái gọi hơi tâm linh một tí, nó gọi là sense, tức là một cái cảm giác về cách xử lý vấn đề, nó rất là đặc thù của doanh nghiệp. Và đôi khi những cái người gọi là siêu sao khi mà đưa vào cái đội ngũ hay cái bộ máy của mình, vì người ta không tinh thông những cái ngõ ngách, từng cái ngõ ngách, cái đường đi rất là gọi là tạm gọi là nó rất là đặc thù của doanh nghiệp, thế thì đôi khi cái hình thức hoặc là cái cách thức giải quyết họ có thể lại chưa chắc đã được tốt bằng khi mà mình đưa ra một cái gì đấy. Và có thể là mình sẽ có những người mà có thể thực thi nó, những bạn mà trẻ hơn thực thi để gọi là hiểu rõ hơn về ngọn ngành và cũng hiểu rõ hơn cái bản chất của doanh nghiệp. Đấy là trong trường hợp của em nhé. Em nghĩ là bọn em cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy. Có những người thực sự là siêu sao nhưng mà khi mà giải quyết các vấn đề của bọn em thì mà cách giải quyết thì rất là chuyên nghiệp, nhưng mà chưa chắc nó đã đem lại kết quả như một cách giải quyết mà có thể tạm coi như là trông có vẻ không chuyên nghiệp lắm, nhưng mà tự nhiên nó lại work ở trong cái trường hợp của mình. Thì chị có thấy thế không ạ? Chị đã từng là tư vấn về quản lý. Vâng. Thì sau một thời gian làm tư vấn thì chị phát hiện ra tất cả các bạn ngôi sao đều phù hợp với vai trò làm tư vấn hơn là làm một cái vai trò là người quản lý hoặc người lãnh đạo trong doanh nghiệp, trừ khi bạn là người đứng đầu cái doanh nghiệp của bạn ấy. Đấy. Thế thì tức là đều, nếu mà một người đã ở một cái vị trí được xã hội hoặc là thậm chí kể cả bạn ấy tự coi bạn là một ngôi sao rồi, thì thông thường bạn ấy sẽ không cái nếu bạn ấy gọi là thuận cả hai tay ấy, thì cái tay mà làm về execution, tức là về thực hiện, thực thi nó thông thường nó sẽ kém hơn cái tay làm tư vấn gọi là advisory hoặc là kiểu vision setting rồi vân vân, những cái mà nó gọi là abstraction nó cao hơn đấy. Vâng. Thì đối với trường hợp của các bạn ngôi sao thì thật sự là nhìn chung đối với doanh nghiệp mới nhá, hoặc là startup, nhìn chung nên mời các bạn ấy dưới dạng tư vấn ngắn hạn hoặc là cố vấn đặc biệt hoặc là chuyên gia hoặc là cái gì đấy, nhưng thông thường để cho bạn ấy ở trong một cái bối cảnh là làm việc một cách có chú ý và ngắn hạn, cái ngắn hạn với doanh nghiệp, thì bạn ấy cũng hạnh phúc hơn và doanh nghiệp thường là cũng sẽ có lợi hơn, có hiệu quả hơn. Còn lại với doanh nghiệp thì thực tế là do bản thân chị đều làm việc ở những, trước đây khi đi làm mình đều làm việc ở những công ty mà người ta rất là gọi là cổ suý cho cái văn hóa là gọi là promotion from within, tức là đưa nhân viên lên các vị trí cao dần hơn, nhưng mà đầu tiên họ phải là người trong công ty thay bằng đưa những các ngôi sao ở bên ngoài vào, thì chị cũng hoàn toàn gọi là tâm phục khẩu phục với cái văn hóa đấy, cho nên trong công ty bao giờ mình cũng mong muốn là tuyển các bạn có thể là còn ít kinh nghiệm hơn hoặc là chỉ là mới ở cấp trung thôi, và mình gọi là growth from within hoặc là promotion from within, tức là để các bạn có cơ hội để phát triển và các bạn ấy gắn bó lâu dài hơn. Và mình vẫn có các ngôi sao, nhưng mà các ngôi sao đấy hoặc là cố vấn hoặc là gọi là hợp đồng ngắn hạn để giúp một số các công việc cụ thể trong một thời gian nhất định. Đấy. Cũng có những ngôi sao sau một thời gian họ muốn trở thành một thành viên của mình, nhưng lúc đó là do chủ ý của họ, không phải là do mình mời họ nữa, mà lúc đấy nó sẽ phải có một cái sự gọi là hài hòa về mặt văn hóa, về văn hóa, và cũng như là về cái sự là khi mà trong ngồi bàn đàm phán, lúc đấy cái bàn đàm phán không phải là doanh nghiệp đến mời một ngôi sao về chỗ mình, mà là ngôi sao đấy họ tự thấy là ok, chỗ này cũng là một cái gọi là một cái chòm sao mà đủ sáng để họ có thể tham gia cùng. Thì cái đấy chị thấy là một cách gọi là thực tiễn, thì nếu là ngôi sao mà bản thân như kiểu Kids Online là mình cũng rất hay mời các bạn chuyên gia về một lĩnh vực này lĩnh vực kia đến nói chuyện này buổi sáng thứ bảy này, cái, hoặc là thậm chí là cà phê với anh chị em lãnh đạo thứ này nọ để nghe ý kiến của họ tương đối nhiều, rồi mời các ngôi sao giúp làm training, làm tập huấn cho nhân sự của mình cái này cái kia cái thứ là rất là ổn. Đấy, còn lại thì anh em trong công ty thì nếu ai mà đã được lên một mức độ nhất định, tự nhiên họ cũng có thể từ từ trở thành một người gọi là chuyên gia trong lĩnh vực, và bây giờ đến lượt các bạn đấy lại đi nói chuyện với các nơi ở bên ngoài rồi vân vân chia sẻ, thì lúc đấy nó
vừa hài hòa cho công việc của doanh nghiệp mình, mà ra bên ngoài thì chẳng hạn như là với các ngôi sao, người ta cũng vẫn sẽ gọi là có cảm nhận tốt và nói tốt về doanh nghiệp mình, rất hài hòa, rất là tiện. Vâng, em nghĩ đấy là một cái tiếp cận rất là hay. Thật ra bọn em cũng đã trải qua những câu chuyện như vậy, thì em nhận thấy là đó là một cái phương án gọi là gần như là hoàn hảo nhất. Tại vì dù sao để dùng ngôi sao hay là người thường thì sẽ cần một khoảng thời gian để có thể làm quen với rất nhiều yếu tố của doanh nghiệp, và thực ra khi làm quen thì mới biết được rằng là mình nên hay là không nên gọi là đóng góp lâu dài. Câu chuyện kiểu ngắn hạn thì rất là dễ, ngắn hạn thực ra khi có một mục tiêu cụ thể thì mọi thứ rất là đơn giản, nhưng câu chuyện lâu dài thì em nghĩ nó còn nhiều cái thứ phải suy tính hơn. Thế thì mình không thể nào đưa ra một quyết định giống, nó giống như kiểu gả vợ, giữ vợ gả chồng mà quyết định trong vòng một ngày thì thường là kết quả quyết định sai, nó cũng cái xác suất quyết định sai. Chị là người thích thống kê thì em nghĩ là mình sẽ nói về xác suất, xác suất sai nó sẽ cao hơn. Còn nếu mình cho một quãng thời gian và những cái đầu việc rất là cụ thể để có thể trải nghiệm với nhau thì rõ ràng là cái xác suất đúng của mình sẽ cao hơn. Đúng rồi. Em rất là đồng tình với cái quan điểm đấy. Và em nghĩ là một điều nữa nó cũng hay ở đây là gần như lúc đấy mình sẽ tạo được cái văn hóa và cái, tức là mình tạo được cái niềm tin của những người nội bộ rằng là sẽ luôn luôn có một cái cơ hội nào đó để họ có thể nắm những cái vai trò lớn hơn và họ nắm những cái trách nhiệm, nhiệm vụ lớn hơn, chứ không phải đến một ngày nào đấy tự nhiên tôi lại có một ngôi sao bên ngoài, ngôi sao nào đó vào để chiếm cái vị trí mà lẽ ra là tôi do nỗ lực rất lâu rồi, tôi lẽ ra là tôi phải được. Vâng. Tôi được. Vâng. Mặc dù là tất nhiên là trong quá trình vận hành doanh nghiệp nó vẫn sẽ phải có sự xuất hiện của các ngôi sao cũng sẽ đến để nâng tầm rồi đưa những bước phát triển mới, nhưng mà em rất đồng tình với việc là người đó phải là người đúng, và người đúng đấy đôi khi với em chẳng hạn thì nó không phải chỉ đúng với tôi mà nhiều khi là làm việc với team là đúng với cả team. Đến lúc đấy khi mà ngôi sao vào chăng nữa thì mọi người cũng hoàn toàn có thể bắt guồng vào và làm việc với nhau mà không gặp một cái vấn đề gì cả. Thậm chí lúc đấy không khí nó còn tốt hơn, kết quả kinh doanh hiệu quả hơn, mà mọi người thì lại cảm giác như là gắn kết hơn. Thế thì rõ ràng là mình sẽ cần, gọi là em nghĩ cũng nhiều yếu tố. Nói chung là có một cái là nghĩ là duyên nữa. Nhiều khi mình tìm đúng người vào đúng thời điểm nó cũng không phải là một cái gì đấy mà mình 100% mình có thể gọi là kiểm soát được. Em có một cái câu hỏi liên quan đến, đang nói về câu chuyện kiểu mình đang nói khá nhiều về văn hóa doanh nghiệp rồi nói về nội bộ doanh nghiệp. Thế thì em tò mò thắc mắc là cái văn hóa doanh nghiệp mà chị muốn hướng đến cho Kids Online là gì? Văn hóa doanh nghiệp của Kids Online thì hiện nay thực ra đã hình thành rồi, tại vì Kids Online cũng là một công ty cũng có 6 năm phát triển rồi. Vâng. Thành ra là hiện nay khách hàng mà dùng Kids Online thì là các trường mầm non thì họ đều đã cảm nhận được cái văn hóa này. Có một số các yếu tố văn hóa nội bộ thì chị chắc là sẽ không nhắc đến ở đây, nhưng mà cái văn hóa nổi trội nhất của Kids Online là văn hóa khách hàng là cao nhất, khách hàng là thượng tôn. Đấy. Thì có rất nhiều công ty cũng nói điều này. Một số công ty về công nghệ thì có thể sẽ nói nhiều hơn là chúng tôi công nghệ gọi là đi trước thời đại, công nghệ gọi là chúng tôi cutting edge rồi vân vân mọi thứ, nhưng mà ở một công ty gọi là làm software as a service SaaS như là Kids Online thì bên chị luôn luôn nhấn mạnh là cái chữ S cuối cùng, cái service ấy, nó mới là cái S lớn, mà S đấy mới là cái S quan trọng nhất, bởi vì khách hàng của mình cuối cùng người ta không cần biết là mình cung cấp cho họ cái công nghệ gì hay là cái gì, nhưng cái công việc của họ nó phải được tốt hơn, phải được hiệu quả hơn. Thì chẳng hạn như trong trường hợp cụ thể của Kids Online thì mình chị công ty luôn luôn là điều chỉnh cái gọi là cái customer profile, cái user profile, tức là cái gọi là chân dung của khách hàng thường xuyên, để có những giai đoạn tháng nào mình cũng làm nhóm khảo sát, làm focus group với các cô giáo mầm non để mình tìm hiểu thật sự thấu đáo các cái mong muốn, các cái nhu cầu và các cái đặc thù công việc của họ, để cái hệ thống của mình, cái giải pháp của mình nó giải quyết cho họ tốt hơn. Thế cho chẳng hạn như là như Kids Online thì ưu tiên đầu tiên của mình sẽ là tất cả các cái nghiệp vụ mà có tính chất lặp lại của cô giáo mầm non là mình sẽ tự động hóa, và cái nào mà nó có tính lặp lại cao nhất thì mình sẽ ưu tiên tự động hóa trước. Thế bởi như vì như thế cho nên ngay cả khi Kids Online
chưa có nhiều các cái module tính năng như bây giờ thì đã đáp ứng rất là tốt những cái yêu cầu của cái nhóm người dùng quan trọng nhất đấy là các cô giáo mầm non. Đấy. Sau đó thì mình mới đến các cái nhóm khách hàng khác. Thì cái chuyện mà khách hàng thường xuyên thay đổi và mong muốn họ cũng thay đổi thì nếu mình chỉ công ty chỉ gọi là nói sơ sơ theo kiểu gọi là lip service về đối với chúng tôi khách hàng là thượng đế vân vân mọi thứ thì nó sẽ không dẫn đến được những cái chi tiết cụ thể ở trong các cái loại dịch vụ hoặc là sản phẩm mà mình đưa ra đâu. Thế còn ở Kids Online thì thực sự là nếu mà ý kiến của khách hàng là cái này các bạn làm nhiều thứ mình làm mình tự hào lắm rồi, cũng tốn rất nhiều công sức rồi, nhưng mà giáo viên người ta dùng một thời gian người ta bảo là cái này thực ra chỉ có những trường gọi là có những đặc thù như thế này như thế kia người ta mới dùng thôi, còn đại đa số bọn tôi là chưa cần dùng đến cái đấy đâu, trong khi đó thì bọn tôi lại cần những thứ khác cần hơn, chẳng hạn như là buổi sáng điểm danh là rất mất nhiều thời giờ của cô giáo thì làm sao mà nhanh chóng sử dụng các công nghệ cao nhất tốt nhất mới, chẳng hạn như là nhận diện khuôn mặt của các bé là cái nét mặt nó còn thay đổi nhiều đấy cho bọn tôi đi, thì để cái đấy đối với tôi mới là cần hơn, còn các bạn có thể làm nhiều tính năng trông rất là hoành tráng rất là fancy nhưng bọn tôi chưa cần, thì mình cần phải luôn luôn có những cái gọi là chi tiết càng sâu càng tốt về mong muốn của khách hàng thì như thế cái dịch vụ mình cung cấp cho khách hàng mới làm cho người ta hào hứng. Và chị nghĩ là một nơi như Kids Online có thể bọn chị cũng đã do cũng nỗ lực trong nhiều năm thì cũng đã làm được việc này ở một mức độ tốt hơn so với nhiều nơi khác. Bằng chứng là nếu bây giờ chị có thể gọi là đoán chắc 100% là ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, bất kỳ lúc nào mà chị đi vào một cái phòng chỉ cần có 20 người, trong đó có độ khoảng 1.5% là người còn tương đối trẻ, tức là ý nói là không phải là một cái phòng tất cả mọi người đều là U70 ấy. Đấy. Thì và chị nói chữ Kids Online khả năng cao là ít nhất trong số 20 người đấy có vài người sẽ biết ok, Kids Online dùng ở trường mầm non chứ gì. Đấy. Thì đến cái mức độ là người ta dùng Kids Online nhiều như thế và trở thành một cái thứ rất là thông thường như thế, để mình hiểu được là thực sự là khi mình làm dịch vụ tốt, cái gọi là làm theo cái mong đợi của khách hàng ở mức độ cao thì khách hàng người ta dùng sản phẩm của mình ở mức độ thường xuyên như thế để có thể gọi là ai cũng có thể vào ok, Kids Online nó liên quan đến trường mầm non, được dùng ở trường mầm non chứ gì. Đấy. Thì chị nghĩ đấy là một cái mà văn hóa thượng tôn khách hàng nó có những cái biểu hiện rất cụ thể ở trong từng 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 doanh nghiệp hoặc là từng cái lĩnh vực khác nhau. Thì ở lĩnh vực của chị thì Kids Online tự hào nhất là bởi vì mình có cái loại dịch vụ sao cho khách hàng nhớ đến Kids Online là nghĩ ngay, họ có thể không biết cụ thể là cái phần mềm đấy làm được những cái gì nhưng họ biết ngay là đấy là một cái sản phẩm, một cái dịch vụ dùng được ở cho mầm non. Vâng. Thực ra để mà nói về câu chuyện là khách hàng là thượng tôn ấy, em nghĩ là đấy là một cái gọi là hướng đi mà rất nhiều doanh nghiệp cũng luôn luôn khẳng định là khách tôi là khách hàng là thượng tôn. Nhưng mà để gọi là có một cái như Kids Online đang làm, tức là có rất nhiều các gọi là hoạt động để đi kèm với nó, thì em nghĩ là chưa chắc là đã có nhiều doanh nghiệp làm được điều đấy. Em thì lại thắc mắc một điều là cái câu chuyện khi mình nói khách hàng là thượng tôn ấy, thì nó chắc chắn sẽ phải có đánh đổi, bởi vì nó giống như kiểu bây giờ team dev của chị nói một câu chuyện rất là cụ thể, với team dev của chị làm ra một cái tính năng, hoặc là team của chị làm ra một tính năng mà chị ôi tính năng này tuyệt vời, xong rồi đưa đến với cô giáo bảo tôi đây tính năng này không ăn thua, tính năng này không hỗ trợ gì cho tôi cả, thế thì rõ ràng là mình sẽ phải đứng trước câu chuyện là công sức của tôi bao nhiêu thời gian rồi các thứ, bây giờ tôi nên tiếp cận nó như thế nào, hoặc là tôi nên thay đổi ra sao. Và đôi khi ví dụ như em không biết là trong câu chuyện của chị, của doanh nghiệp của chị nó có xảy ra không, nhưng ví dụ nếu mà là một người gọi là tạo ra sản phẩm đi thì cũng có cái tôi của người ta. Và đôi khi tôi cũng cảm thấy là tôi tạo ra sản phẩm, tôi tạo ra tính năng, tôi có cái tôi của tôi, cái tôi của tôi có vẻ như lại đang bị gọi là khách hàng chà đạp, gọi từ hơi nặng là khách hàng không tôn trọng cái đấy lắm. Vậy thì chị có gặp trường hợp như vậy không, phải cái đánh đổi như vậy thì chị trải qua nó và chị vượt qua nó như nào? Khi mình nói một cái yếu tố gì đấy nó là văn hóa doanh nghiệp. Vâng.
hàm ý xuyên suốt đúng không? Đúng rồi, hàm ý của nó tức là được toàn bộ cái doanh nghiệp hoặc là tổ chức đấy đã công nhận, mặc định coi như là ở chỗ chúng tôi khách hàng thật sự là ý kiến của họ, cái giọng cái gọi là cái ý kiến của họ, cái gọi là giọng nói của họ, tiếng nói của họ, xin lỗi, không phải giọng nói mà là tiếng nói của họ là có ý nghĩa quyết định. Vì vậy cho nên nếu như ở chỗ mình nghiêm túc về cái chuyện là ý kiến của khách hàng hoặc là dịch vụ khách hàng là thượng tôn ấy, thì lúc đấy cái chuyện là chúng ta có thể thiết kế một cái tính năng rất hay nhưng mà lỡ là đã đi hơi sai so với mong đợi của khách hàng hoặc là phức tạp quá, có nhiều bước, đấy cũng là một vấn đề. Có tức là cái mức độ mà chúng ta làm nó hơi gọi là tech quá. Vâng. Cái này rất hay xảy ra đúng không? À, vâng, đúng rất rồi. Nhiều sản phẩm rất hay nhưng mà nó tech quá, người dùng người ta không dùng được hoặc là người ta thấy nó quá phức tạp, thành ra người ta mức độ người ta sử dụng nó sẽ ít. Đấy. Thì nếu ở một cái doanh nghiệp mà văn hóa là khách hàng là thượng tôn thì lúc đấy chúng ta sẽ bảo ok, đúng rồi, thì khách hàng người ta nói với mình là 3 bước thôi, đừng làm 7 bước, thì mình sẽ nghe ý kiến khách hàng. Và tất nhiên là cái trade-off đấy thì không phải trade-off của một bạn dev hay là một team dev nào, mà lúc đấy là cái trade-off là cả công ty đều nhất quán là ok, rồi mình có thể đi hơi sai, gọi là hơi sai track rồi, hơi sai hướng rồi, bây giờ mình phải quay lại, mình phải làm theo ý kiến của khách hàng. Đấy, thì ở một chỗ mà đã có văn hóa đấy rồi thì cái chuyện ra quyết định hoặc là cái trade-off nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thực tế ra nữa thì là do mình làm việc thường xuyên với khách hàng cho nên cũng may quá là vì làm việc thường xuyên với khách hàng, có ý kiến thường xuyên của khách hàng cho nên là những cái việc mình làm thông thường nó sẽ không bị đi xa nữa. Chẳng hạn như trên app của Kids Online là có những cái tính năng mà lúc đầu tiên mọi người không nghĩ là sẽ trở thành gọi là popular, nhưng mà các cô giáo bảo rất cần làm luôn đi, chẳng hạn như là tính năng khảo sát nhanh, nó hơi giống như làm cái polling ở trên Zalo ấy, trên Zalo đấy. Ừ, bởi vì Zalo chắc chắn là mọi người dùng cái polling, dùng cái tính năng khảo sát, à mình gọi là gì nhỉ, tính năng trên Zalo đấy gọi là, em cũng không sử dụng, không nhớ à, thế à, vâng. Chết thật, thế chỗ chị thì sử dụng cái đấy rất nhiều. Vâng. Đấy thì ở trong trường mầm non cũng vậy, cái tính năng khảo sát thì đầu tiên mọi người cũng nói là trường có nhiều cách khác nhau để sử dụng khảo sát đấy. Nhưng mà các trường đều nói là khảo sát nhanh luôn ở trên app Kids Online là tiện nhất cho trường. Hơn nữa đấy là một cách để cho phụ huynh người ta cảm thấy là người ta được nhà trường quan tâm, lắng nghe ý kiến của họ. Chứ không đơn thuần chỉ là một cái khảo sát theo kiểu là chỉ có lợi cho nhà trường. Mà nếu khảo sát ở trên app thì phụ huynh người ta trả lời và người ta còn cảm thấy hào hứng nữa cơ. Thế nên là mình đã đầu tư thời gian công sức để làm một cái tính năng mà lúc đầu tiên nếu như chỉ nghe sơ sơ thì bảo là cái này, tính năng này nó ở chỗ này chỗ kia đều có rồi, tại sao lại phải đưa nó vào bên trong app. Nghĩ là cái tinh thần gọi là thượng tôn khách hàng đấy là một cái rất hay, và em nghĩ là thực sự là nó cũng là một cái như chị nói là văn hóa doanh nghiệp xuyên suốt tất cả mọi người từ trên xuống dưới, và nó không phải là một thứ mà có thể xây dựng là trong ngày một trong ngày hai, một ngày hai, đúng thế. Chắc chắn là thậm chí là đôi khi trong quá trình của mình sẽ có những cái thời điểm hoặc là những con người hoặc là những sự kiện mà nó khiến mình cũng sẽ phải quay trở lại nhìn lại và cũng phải điều chỉnh. Nhưng mà em nghĩ là với những gì mà Kids Online đang làm được thì em nghĩ là cái hướng đi nó vẫn đang rất là đúng hướng, đúng như những gì mà chị kỳ vọng và đội ngũ cũng kỳ vọng. Đúng không? Chị đang muốn chia sẻ gì thêm? Đúng là cá nhân mình rất là hào hứng và rất là vui bởi vì mình đã được làm việc với một cái team mà đã đi với nhau qua rất nhiều sóng gió như thời gian vừa qua và vẫn là cái team đó. Hiện nay thì team hiện nay tất cả các bạn leader mà ở cấp lãnh đạo phòng ban rồi trưởng ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì đều là những người đã gắn bó với công ty từ trước dịch, tức là tối thiểu là hơn 3 năm rồi, và đều là gọi là đều bắt đầu từ ở những vị trí thấp xong rồi từ từ lên các vị trí cao. Và hiện nay cái mình cũng rất hài lòng, chị cũng rất là thích đấy là các bạn cảm thấy công việc nó đúng thực sự là một phần công ty và công việc nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của các bạn. Rất nhiều hoạt động là hoàn toàn là mang tính chất là công đoàn tự phát, tức là anh em chị em bảo với nhau tự làm, có một cái sự gắn kết mà không khiên cưỡng ở trong công ty. Và
khách hàng, tức là các trường mầm non, thì bây giờ rất là, tức là mình cũng cảm thấy là các trường mầm non thì họ cảm thấy Kids Online thực sự là một cái người bạn đồng hành, chứ không phải đơn thuần là một cái giải pháp công nghệ hay là một cái công ty cung cấp một cái ứng dụng, một cái phần mềm gì đấy mà ngày mai nếu không thích thì họ sẽ chuyển sang một cái phần mềm khác. Thì riêng trong cộng đồng mầm non thì các hoạt động thường xuyên của cộng đồng, của các nhà trường thì người ta sẽ chủ động mời gọi tham gia, Kids Online tham gia. Chẳng hạn như ngày 20 tháng 11 này là lời mời đến dự ngày 20 tháng 11 xem các con biểu diễn của các trường là team Kids Online là nhận được vô số. Thế thì những cái sự mà từ khi mình không bị coi là đơn thuần là một đơn vị cung cấp phần mềm nữa, mà mình được bắt đầu được cái cộng đồng khách hàng, cộng đồng gọi là người sử dụng của mình coi mình như là một thành viên trong đấy, nó là một cái cảm giác rất là thích. Tất nhiên đẹp nhất ấy, sau này là chúng ta thương hiệu nào mà trở thành giống như Lavi, tức là cứ nước suối, bất kỳ nước suối tinh khiết nào mọi người cũng gọi là tự động gọi là Lavi, hay là hay là kiểu các loại xe Honda, máy Honda, ai cũng gọi là Honda. Thì đấy là ước mơ của Kids Online về lâu dài. Hiện nay mình chưa được cái tầm như vậy. Bây giờ nếu mà như chị nói là chị đi vào một cái phòng nào và mọi người nói là à, Kids Online dùng ở trường mầm non, thế là chị đã thấy tự hào và mãn nguyện lắm rồi. Đấy, thế nhưng mà một bước nữa, tức là mình trở thành gần như là một cái gọi là tên tuổi thông thường, một cái danh từ riêng sẽ trở thành một danh từ chung ở trong cái lĩnh vực của mình, thì đấy là sẽ là cái ước mơ dài nhất. Và chị cảm nhận thì đúng là Kids Online hiện nay đang đi được trên cái con đường như vậy. Mình có thể chưa phải là một doanh nghiệp rất to, hay là mình chưa phải là một doanh nghiệp xuất sắc, về còn rất nhiều phương diện chưa xuất sắc, nói thật, nhưng mà mình đang, cái việc mình mong muốn được làm, tức là Kids Online trở thành một phần không thể thiếu, một phần gọi là danh từ chung trong cái lĩnh vực mình làm, thì có vẻ là đang làm được rồi. Và đấy là điều làm chị rất là vui, và cảm thấy những cái nỗ lực mình đang làm hoặc là tới đây sẽ tiếp tục làm nữa thì nó xứng đáng. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về các cái khía cạnh khác nhau của Kids Online, cũng như là cái hành trình khởi nghiệp của chị. Thì em nghĩ đấy là chắc chắn là nếu mà xem đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều các bạn hoặc là các cái chủ doanh nghiệp cũng đã có những cái bài học hoặc là những cái rút ra của riêng mình. Có một cái điểm chung giữa rất nhiều khách mời mà em mời đến BIRC, đó là đến một thời điểm nào đấy mọi người thường nghĩ ra câu chuyện bước ra thế giới. Vì tất cả doanh nhân thì có thể là có những doanh nghiệp người ta ngay từ đầu người ta đã hướng đến mục tiêu ra thế giới luôn, nhưng có những doanh nghiệp thì lớn mạnh ở Việt Nam, nhưng sau đó đến một thời điểm vẫn luôn nghĩ đến câu chuyện là làm nào để đưa được thương hiệu, làm nào để đưa được cái hình ảnh của Việt Nam ra xa hơn ngoài cái lãnh thổ chữ S của mình. Thì trong câu chuyện của Kids Online thì chị có những cái chia sẻ gì về cái hành trình đấy không ạ? Nếu mà bạn nào là phụ huynh đang sử dụng, có con học mầm non và đang sử dụng Kids Online, thì chắc là cũng có thể để ý là ở cái phần menu về ngôn ngữ, hiện nay là Kids Online có 4 ngôn ngữ, có tiếng Việt, có tiếng Anh, có tiếng Lào và có tiếng Bahasa Indonesia. Thì tại vì là mình đã có mặt ở Việt Nam là nhiều nhất, và có ở Lào, thì Kids Online là được đưa vào trong chương trình chuyển đổi số của Bộ Giáo dục Lào cho cấp mầm non. Ở Indonesia và có ở Malaysia. Cái bàn đạp để Kids Online có thể đi được đến với các trường mầm non ở khu vực Đông Nam Á là việc năm 2022 thì Kids Online được lựa chọn vào một cái gọi là EdTech Accelerator của Singapore, tên là EduSpace. Thì EduSpace là một cái cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp làm công nghệ trong ngành giáo dục, mà do có sự hỗ trợ của chính phủ Singapore để họ thực hiện. Và cái tiêu chí lớn nhất của cái EduSpace đó là các doanh nghiệp EdTech để được chọn vào chương trình này phải có tham vọng đi ra khu vực. Và họ thiết kế cái chương trình là mỗi một tuần sẽ có một cái gọi là country focus, tức là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp EdTech đó được tìm hiểu sâu về một thị trường. Chẳng hạn là có một tuần tìm hiểu sâu về thị trường Singapore, một tuần tìm hiểu sâu về thị trường Indonesia, rồi thị trường Malaysia, rồi Việt Nam, rồi Thái Lan, vân vân. Thì cái trải nghiệm của Kids
của Kids Online khi mà được tham gia EduSpace rất là tốt, rất là phong phú và giúp mình có nhiều cái quan hệ tốt, quan hệ gọi là trực tiếp với các đối tác, rồi các nhà cung cấp, rồi các cái khách hàng tiềm năng ở từng cái thị trường đấy. Và từ 2022 tới nay thì là mình đã có về mặt sản phẩm thì mình xây thêm các ngôn ngữ, rồi làm một số các cái điều chỉnh để phù hợp với các thị trường đó, kể cả hiện nay là đang làm những cái phần tích hợp về thanh toán để cho trường mầm non có thể thu phí trên app Kids Online ở từng thị trường đấy luôn đấy. Thế và nói chung là Kids Online thì kiểu phong cách là just do it, tức là vừa nghĩ là ok phải đi ra thị trường quốc tế thì là đồng thời phải làm luôn. Đấy. Thế còn đi được đến đâu thì đúng là hiện nay mình vẫn còn phải làm thêm một số các cái điều chỉnh khác nữa. Đặc biệt quan trọng nhất là có các cái đối tác tin cậy ở tại từng địa phương để họ hỗ trợ mình về cái để thực hiện được đúng cái là cái tôn chỉ của Kids Online, là không những chỉ là đơn thuần là một cái phần mềm hay là một cái giải pháp về công nghệ cho khối giáo dục mầm non, mà thực sự là phải trở thành một cái người đồng hành về công nghệ với trường mầm non ở các nước đấy. Thì những việc này thì làm nó cũng sẽ khó y như là ban đầu ở Việt Nam vậy thôi. Thì bản thân Kids Online thì cũng vui mừng là bởi vì mình bắt đầu có nhiều các cái quan hệ quốc tế hơn, và khi đi ra nước ngoài thì thấy trong cộng đồng EdTech của Việt Nam cũng nhiều các EdTech khác cũng đã ở thị trường quốc tế rồi, thành ra cũng rất là vui. Và đấy là một cái mà mình nghĩ là làm cho cái gọi là ước mơ cũng như là cái gọi là kế hoạch thời gian tới của Kids Online nó thú vị hơn, vì rất nhiều bạn trong công ty thích được trải nghiệm ở làm việc với các đối tác nước ngoài. Các bạn cũng nói là tiếng Anh hóa ra không quá quan trọng, có cái cách nhìn rồi cách quan tâm đến người ta, cái gọi là khách hàng là thượng tôn là quan trọng hơn, chứ còn bây giờ tiếng gì cũng có Google Translate và có nhiều công cụ rồi, cho nên là ngôn ngữ không trở thành không phải là rào cản nữa, mà là cái sự chịu khó rồi cái sự gọi là thực sự quan tâm đến nhu cầu của người dùng ở bất kỳ nước nào, ở Việt Nam hay là nước khác. Cái đấy mới là những cái yếu tố mà làm cho sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của mình nó đi được. Vâng. Được xa. Vâng. Em nghĩ là câu chuyện hiểu sâu, tức là khi ngôn ngữ không còn là rào cản nữa thì những cái thứ ngày trước hồi em đi học ở Phần Lan, em học International Business thì em học rất nhiều về văn hóa, intercommunication hoặc intercultural communication vân vân. Thì em nhận thấy là thực ra cái rào cản của câu chuyện bước ra thế giới, rào cản của câu chuyện gọi là thành công ở một cái thị trường nước ngoài, nó không nằm ở ngôn ngữ, mà nó nằm nhiều hơn ở câu chuyện là hành vi của mỗi thị trường sẽ khác nhau. Đối tượng khách hàng có thể cùng cái nhân khẩu học, nhưng mà họ có một cái lối sống và một cái lifestyle hoặc là cái hành vi nó hoàn toàn trái ngược. Thì em tin là những cái trải nghiệm đấy nó cũng sẽ giúp cho nhân sự của Kids Online cũng học thêm được nhiều, và bản chất là có những cái va chạm mới, những cái hiểu biết mới hơn, và nó gần như là nó mở rộng được cái cách nhìn chân của trời mình, của các nó mở rộng đúng cái cách nhìn của mình về cuộc sống, mình sẽ nhiều nhiều thứ hơn. Em thấy là với Kids Online thì chị có rất nhiều dự định, và trong quá khứ thì cũng rất là nhiều công việc, và tương lai em nghĩ là cũng sẽ rất là nhiều. Có một cái điều mà em thấy rất nhiều lãnh đạo gặp phải, đó là câu chuyện khi mà mình có khối lượng công việc nhiều hơn, ngược lại gia đình mình cũng sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, vì nhiều, giả sử mình có nhiều thành viên hơn là mình đã có nhiều thứ phải lo hơn rồi. Thế thì cái việc mà cân bằng giữa hai cái yếu tố mà khi nó cái đều tăng lên theo thời gian ấy, em nghĩ là nó bài toán khó. Thế bài toán này đối với chị thì chị có cách thức giải quyết như thế nào ạ? Việt Anh vừa nói đến tăng thành viên trong gia đình, chúc mừng Việt Anh, nghe nói là Việt Anh sắp có tăng thành viên trong gia đình. Vâng, đây là một câu hỏi mà em cũng muốn hỏi, thực ra là nhân danh chương trình, nhưng mà em hỏi là để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đúng, thật sự là giai đoạn đầu, thời gian đầu lúc mà chị mới bắt đầu ra làm việc, ra tự lập doanh nghiệp, mất phải độ 10 năm đầu tiên, lúc nào mình cũng bị cảm giác có lỗi với gia đình, cảm thấy rất là guilty, rất là áy náy, bởi vì không bao giờ đón con được đúng giờ. Con là làm quen với bác bảo vệ ở trường nhiều nhất. Chính vì thế sau này trên app Kids Online thì mình có hẳn một cái module là đón muộn, bởi vì mình rất hiểu là có rất nhiều
các anh chị em Kids Online đều hiểu là có rất nhiều bố mẹ đều phải đón con muộn, và mình muốn là cái hệ thống nó sẽ hỗ trợ họ để thực hiện cái chuyện đón con muộn này một cách gọi là đơn giản nhất và họ có cái sự yên tâm. Thế còn sau 10 năm thì có đỡ bị gọi là cảm thấy hối lỗi hay không, thì chị nghĩ là có, bởi vì là sau một thời gian thì đúng như là Việt Anh nói là cái khối lượng trách nhiệm cũng như là khối lượng công việc cả bên gia đình lẫn ở doanh nghiệp nó tăng lên khủng khiếp, nó cũng ít khi có lúc nào mà nó giảm đi được lắm. Đấy, thì chỉ có một cách để chị nghĩ là mình cũng phải gọi là tự đưa ra một số các giải pháp cho mình thôi. Ngoài những chuyện thông thường mọi người sẽ nói là phải quản lý thời gian tốt hơn, phải sử dụng nhiều công cụ công nghệ hơn để năng suất lao động của mình cao hơn. Thông thường chị cũng nói những chuyện đấy. Nhưng nói thật ý, là cá nhân chị thì chị phải nói là cái mà có hiệu quả nhất ấy là mình quán triệt cho bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình và trong doanh nghiệp ấy là có những cái kỳ vọng vừa phải thôi. Chẳng hạn nếu như chị làm việc nhiều ở doanh nghiệp và mọi người nói chung biết là chị kiểu như là gọi là workaholic ấy, tức là thích làm việc lắm, bị mê với công việc ấy, thì không nên kỳ vọng là chị Hà sẽ nấu ăn ngon này, hay biết nấu cỗ này, hay là đi công tác thì nhớ mua quà này, là đề nghị là không có những kỳ vọng như thế. Chị cũng không có những kỳ vọng như thế về bản thân chị, và chị đến một tuổi nhất định thì là đã làm cho mọi người xung quanh cũng không có những kỳ vọng như thế về mình, thế là đời mình nó cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Thì thực sự là vẫn phải có một số cái trade-off, dù là mình đã giỏi về quản lý thời gian rồi, mình dùng tất cả mọi loại công cụ để giúp mình xử lý việc này việc kia nhanh hơn, tốt hơn, rồi hài hòa hơn, rồi vân vân, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải là một cái chuyện là quản lý các cái kỳ vọng của bản thân mình và của những người xung quanh. Thì nó không phải là giải pháp gọi là tối ưu, bởi vì nếu như mình có thể gọi là cái gì phụ nữ ba đảm đang được thật, ba đầu sáu tay được thật thì tốt, nhưng đấy là những cái nhân vật huyền thoại thôi, làm gì có thật đâu. Nhân vật có thật là nếu có giỏi về công việc, hoặc là nếu toàn tâm toàn ý cho công việc, hoặc là cùng một lúc phải chạy nhiều dự án, thì xin lỗi là sẽ không nấu cơm được và sẽ không làm cỗ được và các thứ khác vân vân. Thì chị nghĩ là có điều ấy, là người ta sẽ phải thoải mái với chuyện đó và không tự đặt kỳ vọng cho mình vừa phải thôi. Sẽ đến một lúc nào ta sẽ về hưu, người ta sẽ học nấu cơm chẳng hạn, nấu giỏi chẳng hạn đấy, nhưng không phải thời điểm này. Và mọi người xung quanh cũng phải được hiểu như thế và cũng phải ủng hộ những cái kỳ vọng như vậy. Thì đấy là cái sự hài hòa một cách tương đối mà chị cảm thấy là thực tế nó cũng giúp ích cho cá nhân mình cũng như là một số anh chị em khác, có thể là doanh nhân hoặc không phải doanh nhân nhưng mà đều là những người rất bận. Chỉ có một cách là mọi người chấp nhận bản thân theo cách như thế và làm cho người khác cũng chấp nhận và yêu mến cái con người đó, có thể là giỏi về công việc workaholic nhưng mà lại không giỏi về một số việc khác. Em nghĩ là đấy là một hướng tiếp cận đúng đắn, tại vì thực ra không ai là siêu nhân cả, và thông thường nếu mình kỳ vọng mình trở thành siêu nhân thì tự nhiên mình sẽ bị thất vọng. Còn nếu mình biết rằng là mình có giới hạn thì em thấy là thường là mình sẽ tìm ra được cái cách để mình ưu tiên. Thực ra trong cuộc sống thì em nghĩ là cái thứ quan trọng nhất là gọi là kỹ năng đặt mức độ ưu tiên. Thì ví dụ trong trường hợp của chị hoặc của em chẳng hạn, thì rõ ràng mình sẽ phải đặt ưu tiên cho những thứ gì mà tạo ra cái giá trị về lâu về tức là về dài hạn, nó sẽ nhiều hơn. Nó không thể là câu chuyện tôi coi tất cả mọi thứ là bằng nhau, vì khi tôi coi tất cả mọi task, mọi công việc là bằng nhau thì lúc đấy tôi sẽ bị ngập trong việc và tôi không biết làm gì trước, không biết làm cái gì sau. Nhưng khi tôi đã đặt mức độ ưu tiên thì tôi luôn luôn có thể đưa ra được cái quyết định mà mình cũng cân bằng hơn, mọi người cũng cân bằng hơn, mà nói chung là đến cuối cùng thì tổng hòa lại thì cái tổng cuối cùng dành cho một cái tổng thể nó vẫn sẽ là tốt hơn. Vậy thì em cũng rất là chia sẻ cái câu chuyện đó, và em rất là cảm ơn câu trả lời của chị, vì có thể là đấy là một câu trả lời mà trong thời gian sắp tới em cũng sẽ phải gọi là nghiên cứu đi nghiên cứu lại để tự tìm ra cho mình công thức, tại vì tất cả tính toán của em bây giờ nó sắp có yếu tố gọi là nó thay đổi so với kế hoạch rồi, nên là phải chuẩn bị dần. Yếu tố là bất ngờ nó sẽ rất rất nhiều đúng không? Gọi là trong startup thì nó gọi là một dạng sự kiện mà không phán đoán trước được, không đủ thông tin để mình còn
khi nào con em mà bắt đầu đi học thì lúc đấy thường chị em lại dùng kids online rồi chắc chắn à đúng rồi đấy, nhưng lúc đấy chị sẽ nói là thời gian biểu của mình ấy, của bố mẹ ấy, sẽ nát như tương, bởi vì thời gian biểu của mình phụ thuộc vào thời gian biểu của con, mà thời gian biểu của con thông thường nó sẽ không, nó không, chưa có kế hoạch gì cả. Thế là thời gian biểu của mình từ chạy công việc đến đưa con đến chỗ này, đón con từ chỗ kia, chơi với con và bạn của con, rất là nhiều việc. Nhưng mà đấy là những cái thời gian chắc là mình sẽ hạnh phúc nhất. Và nếu mình có một cái team tốt ở công ty thì ở doanh nghiệp thì cái team sẽ giúp mình là hài hòa được những cái việc này. Nếu mà mình cần dành thời gian nhiều hơn cho con mình thì mình vẫn có những người khác hỗ trợ để mình phần công việc vẫn có thể xử lý được, hoặc là những cái việc có thể cho mình lùi lại một chút. Đấy. Thì may quá là người Việt Nam mình thì gia đình vẫn là quan trọng nhất, và chị vẫn luôn luôn mong là cái giá trị đấy sẽ còn lâu dài nữa. Tất cả những việc chúng ta đang làm thực ra cuối cùng nó chỉ có ý nghĩa nếu như nó đem lại những cái niềm vui lớn hơn, hoặc là những cái hạnh phúc nhiều hơn cho, không nghĩ chỉ cho mình mà là cho gia đình, cho người thân của mình. Vâng. Chúc Việt Anh sau này làm cái gọi là gì, đặt startup mới. Đặt mục tiêu gia đình online đúng không? Em còn một câu hỏi cuối cùng ạ. Thông thường em cũng sẽ hỏi tất cả khách mời câu hỏi này. Đó là nếu bây giờ có một lời khuyên dành cho chính bản thân mình những ngày bắt đầu khởi nghiệp. Bây giờ mình đã có rất nhiều kinh nghiệm, hoặc là thậm chí những trải nghiệm, hoặc là những cái bài học xương máu, thì chị sẽ khuyên gì ạ? Thứ nhất là chắc chị có quay trở lại về quá khứ thì chắc vẫn khởi nghiệp, bởi vì nó là một phần trong con người mình rồi, tức là mình sẽ không quyết định khác. Cái thứ hai là chị nghĩ một số yếu tố gần như là tiên quyết thì mình vẫn sẽ giữ như trước. Chẳng hạn như là mình sẽ phải có thu nhập tiết kiệm để dành cho tối thiểu là 6 tháng cho tất cả những cái hoạt động chi phí sinh hoạt gia đình và các cái này nọ. Sẽ dành cho bản thân một thời gian khoảng 2 năm để được phép sai và thất bại. Nhưng mà sau 2 năm là phải dừng lại, và nếu cần thiết thì phải đổi hướng. Một cái nữa là có thể sẽ cần phải gọi là ứng dụng cái câu gọi là dĩ bất biến, ứng vạn biến một cách nhất quán hơn. Thì chắc là sẽ thành công hơn. Tức là một số những cái nguyên tắc mình đã đặt ra thì mình sẽ vẫn phải, đấy là kim chỉ nam mà mình phải áp dụng tốt, chứ không bị yếu tố bối cảnh tức thời nó làm mình đi sai hướng. Thì nhìn chung chị nghĩ mấy cái điểm như vậy. Khởi nghiệp luôn luôn là khó. Vâng, nhưng thực ra thì nói thế thôi, nhưng mà mình cũng không thể nào quay trở lại được những cái năm tháng đấy. Và em nghĩ là tất cả những cái bài học của mình thu nạp được nó cũng chính là những thứ mà gọi là phải có trải qua những cái trải nghiệm đấy thì mình mới trưởng thành và trở thành mình như ngày hôm nay. Nên em cũng rất hy vọng là trong tương lai thì Kids Online sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục đạt được những cái kỳ vọng, những cái gọi là ước mơ của chị Hà, nó đến một thời điểm nó là một thương hiệu gì đó quốc dân, nó từ một danh từ riêng nó thành một danh từ chung. Em nghĩ đấy là một cái ước mơ rất hay. Em cũng không biết là với Spy Room thì nó có thể ước mơ thế được không, nhưng mà biết đâu người trong môn nghề hay là gì đấy, biết đâu đến một thời điểm nào đó Kids Online, người trong môn nghề Spy Room, nó cũng trở thành một cái danh từ thân thương, chung, danh từ thân thương, thân thuộc với rất nhiều người, với rất nhiều người. Thì cùng chúc là chị em mình có thể đạt được đến những cái thành công kiểu như vậy. Và đồng thời là em cũng rất là mong muốn là trong tương lai thì Kids Online có thể thành công trong việc là mang những cái sản phẩm công nghệ rất là giàu chất xám và rất là giàu cái tinh thần của người Việt đi ra xa nữa, không chỉ là trong khu vực Đông Nam Á mà có thể là xa hơn nữa đến các nước, thậm chí là các nước phát triển. Và em thì chắc chắn là sẽ theo dõi hành trình đấy, bởi vì em có con rồi, chắc chắn là Kids Online update cái gì chắc sau này em cũng biết rõ lắm. Thì cũng sẽ trở thành một người dùng, có thể trở thành một người dùng gọi super là feedback, cung cấp super feedback user đi nhỉ? chắc là cũng sẽ là feedback có giá trị cho doanh nghiệp. Em cảm ơn chị vì ngày hôm nay đã đến đây và chia sẻ với em trong một buổi chiều với chương trình Behind the Scene. Và hy vọng là trong tương lai thì chị em mình sẽ có những dịp khác để mình có thể là trao đổi về những cái chủ đề khác nữa, hoặc là có những cái hợp tác hoặc là công việc gì đó trong tương lai. Và em cảm ơn chị vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn Việt Anh, cảm ơn chương trình. Một lần nữa chúc mừng Việt Anh có thành viên mới, và
Tất nhiên là chị rất rất welcome có thêm một người super user rất là năng động và mong muốn là có nhiều ý kiến từ một user mới của Kids Online như Việt Anh. Cảm ơn. Vâng.